Các bạn đang nghe truyện sư huynh của ta quá mạnh trên kênh TV Audio CV. 19.861.515, bảo cha ngươi chờ đi. Lần này, mọi người cũng coi như hiểu ra vì sao Lữ Thiếu Khanh lại muốn đánh Quảng Đại Ngưu. Bài viết trước đó của Quảng Điểu gần như tiết lộ luôn Lữ Thiếu Khanh mặc quần lót gì. Quảng Điểu hiểu rõ về Lữ Thiếu Khanh như vậy, nếu nói Quảng Đại Ngưu không nói gì với ông ta, ngay cả tiểu hắc trên đầu tiêu y còn không tin. Quảng đại ngư lúc này ngượng ngùng cười lên, cha ta hỏi, ta có thể không nói sao? Ai biết ông ấy lại làm như vậy? Ngươi bảo cha ngươi chờ đó cho ta. Lữ thiếu khanh quăng một câu hăm dọa, ta sẽ đánh gãy luôn con chim của ông ta. Đừng, mọi chuyện không liên quan gì đến cha ta, ngươi đừng tìm ông ấy gây chuyện. Đôi mắt nhỏ giảo hoạt của quảng đại ngư xoay chuyển vài lần, sau đó kêu lên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi rất lợi hại, ngươi coi chừng tự chuốc lấy cực khổ đấy. Mắt quảng đại ngưu sáng lên, đồng đạo. Hắn ta vội vàng tiến lên trợ công, đại ca, đúng vậy, quảng điểu tiền bối rất lợi hại, ngươi không phải là đối thủ, thôi đi. Tiêu y hiếu kỳ hỏi một câu, cảnh giới thực lực gì? Nguyên anh hậu kỳ. Tiêu y lúc này mặc lộ vẻ kinh thường, chỉ là nguyên anh. Nói ra thực lực thật sự của nhị sư huynh ta, hù chết các ngươi không thấy người hắn đối đầu bây giờ đều là hóa thần sao. Nguyên Anh kỳ gì đó ném hết cả cho ta rồi. Giảng bắt suýt nửa thở gấp, vải, khẩu khí này, ai dạy ngươi ăn nói như vậy hả, còn chỉ là Nguyên Anh. Chính ngươi cũng là Nguyên Anh đấy. Ê, Mạnh Tiêu nhảy ra, đi đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, trên mặt hơi ửng đỏ, tế bào toàn thân đều đang nhảy cẩn treo hò, ngươi không phải đã quên ta rồi đấy chứ. Mái tóc búi thành hai búi quơ trước mặt, lữ thiếu khanh bóp một cái theo bản năng ngươi chưa ăn cơm sao vẫn chỉ cao được chừng ấy tính cách của mạnh tiêu có vài phần giống tiêu y mặc dù tuổi tác lớn hơn lữ thiếu khanh nhưng nàng ta lại nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt lữ thiếu khanh vẫn luôn giống một tiểu muội muội hơn nữa lữ thiếu khanh cũng đối đãi với nàng ta như muội muội ta có cao lên mà mạnh tiêu lớn tiếng kháng nghị thở phì phò sưng mặt lên quơ nắm đấm nói hô nói vượng nữa ta đánh ngươi. Lữ công tử, đã lâu không gặp. Phương Hiểu và Giả Tôn thì vẫn hành lễ theo quy củ gặp mặt. Phương gia đại tiểu thư ngươi sao lại chạy tới đây? Còn cả nhà giàu mới nổi ngươi nữa, sao lại nhập bọn với bọn họ rồi? Tất cả mọi người là người quen, cố nhân trùng phùng, một phen hàng huyên, bầu không khí rất vui vẻ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh rất kỳ quái, thấp giọng hỏi Phương Hiểu một câu, cô nàng áo đỏ này, ai đắc tội nàng. dáng vẻ tức giận, ăn phải thuốc nổ à. Phương Hiểu nhìn thoáng qua tuyên vân tâm, tuyên vân tâm lúc này đang nghiêm mặt, trên gương mặt tuyệt mỹ hiện lên một tầng băng sương, toàn thân trên dưới tản mát ra một cổ khí tức người sống chớ gần. Người bình thường vừa nhìn đã biết tâm trạng tuyên vân tâm đang không tốt. Phương Hiểu lắc đầu, bày tỏ nàng ta cũng không biết. Tiêu y sau khi chào hỏi phía mạnh tiêu xong liền đội theo tiểu hắc nhào tới, vân tâm tỷ tỷ, tỷ sao vậy tiêu y ôm tuyên vân tâm lôi kéo tay nàng ta quan tâm hỏi đang có chuyện gì phiền muộn sao tỷ có thể nói ra đi để nhị sư huynh giúp tỷ giải quyết tuyên vân tâm hừ một tiếng nhìn cũng không nhìn lữ thiếu khanh lạnh lùng nói không có việc gì ta cũng không dám làm phiền hắn đúng là một tên đại khốn kiếp ban nãy sao không bị người ta đánh chết vậy lữ thiếu khanh thử thăm dò hỏi ngươi tới tháng à nữ nhân tới tháng hỉ nộ vô thường, phải né xa. Cúc! Tuyên vân tâm không kềm được, gầm thét một tiếng với lữ thiếu khanh, khốn kiếp, tên khốn hạ lưu vô sĩ. Thời khắc mấu chốt, vẫn là an thiên nhạn nhìn ra gì đó, bà mỉm cười, nói với lữ thiếu khanh, thiếu khanh, mời mọi người ngồi đi. Ở đây bối phận của An Thiên Nhạn lớn nhất, Lữ Thiếu Khanh có thể pha trò với ai cũng được thậm chí ngay cả sư phụ hắn cũng sẽ bị hắn nắm thóp nhưng với An Thiên Nhạn Lữ Thiếu Khanh vẫn vô cùng tôn kính. Ngồi đi, ngồi đi, tùy tiện ngồi đi. Lữ Thiếu Khanh như là chủ nhân, thuận miệng chào hỏi vài câu. Giảng bắt kìm nén đến rất khó chịu, rõ ràng nơi này là địa bàn của hắn ta nhưng giờ hắn ta cảm thấy mình cũng giống khách vậy. Mọi người đi tới trong viện, mọi người tùy ý tìm nơi ngồi xuống. Tiêu y tự giác hóa thân tiểu thị nữ, lấy từ trong trữ vật giới chỉ ra đủ các loại đồ ăn thức uống. Từ sau khi có linh sủng, trong trữ vật giới chỉ của nàng chứa nhiều nhất là đồ ăn, trở thành một nhà kho chứa đồ ăn vặt di động rồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua, nói với giảng nam, làm việc đi, tự giác một chút được không hả? Bịch Quảng Đại Ngưu cùng Giả Tôn hai người quỳ xuống. Quảng Đại Ngưu và Giả Tôn thật sự bị chấn kinh. Coi giảng nam như thị nữ, hành vi quá đáng như vậy mà không sợ bị sét đánh, tuyên vân tâm cũng lộ ra vẻ mặt khác lạ. Tên khốn kiếp này quả nhiên không biết thương hoa tiết ngọc. Còn giảng nam nhìn thấy vẻ mặt khác thường của những người khác, bất ngờ là trong lòng không hề có bất kỳ ba động gì. Nàng ta vốn tưởng mình sẽ tức giận, nhưng không biết vì sao, tâm cảnh của nàng ta vô cùng bình tĩnh, cùng tiêu y pha trà cho mọi người, thật giống như thị nữ. Quảng đại ngưu không thể không bội phục, ca, ngươi quá lợi hại. Giả tôn liên tục gật đầu, coi giảng nam đứng đầu phong hoa bản làm thị nữ để sai khiến, vậy mà còn không lợi thì thế nào mới lợi hại, quảng đại ngưu lại nói, nếu để cho người bên ngoài biết ngươi như thế này chắc chắn sẽ lại đến lên án ngươi. Phương Hiểu là chủ một gia tộc, tuổi tác không lớn lại biết cách nhìn mặt nói chuyện, biết nếu để cho quảng đại ngưu nói tiếp, nói không chừng sẽ trêu chọc đến giảng nam. Cho nên, nàng ta vội vàng mở miệng, nói sang chuyện khác, Lữ công tử, các ngươi mấy năm nay đã đi đâu vậy? Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Vấn đề này, ngay cả An Thiên Nhạn cũng hết sức tò mò. Bế quan Bế quan, mặc dù nói tu sĩ bế quan mấy năm, vài chục năm, thậm chí mấy chục năm, trên trăm năm đều là chuyện thường. Nhưng, người ở đây đều tin đáp án này không phải thật sự. Trong đầu An Thiên Nhạn lại vang lên giọng của Thiều Thừa nhị đồ đệ của ta lười muốn chết, nếu hắn có thể nghiêm túc chăm chỉ như sư huynh của hắn thì tốt rồi. Đôi mắt đẹp của An Thiên Nhạn lưu chuyển, hơi cười cười, bế quan gì đó vừa nghe đã biết nói dối rồi. Giảng Bắc là người đầu tiên trách móc, đại ca, ngươi nói dối, huynh có chỗ nào giống người sẽ bế quan chứ? Trong mấy tháng trời ta gặp ngươi, ta chưa từng thấy ngươi tu luyện một lần nào. Có thể nằm ngươi tuyệt đối không ngồi, ngươi là tên lười biếng như vậy sao có thể bế quan mấy năm chứ, đánh chết ta cũng không tin. Lữ thiếu khanh nhai linh đậu, vừa cười tủm tỉm, vừa trưng ra dáng vẻ gợi đòn, ta nói dối đấy, ngươi làm gì được ta nào, có tin hay không là tùy ngươi, không bế quan, ngươi nghĩ rằng chúng ta ăn xuân dược nên trở nên mạnh như vậy sao? Mọi người đều biết Lữ Thiếu Khanh đang nói láo, nhưng không ai tiếp tục hỏi nữa. Còn hỏi tiếp thì quá bất lịch sự. Có người mở miệng hỏi trước, tiêu y phần tử hiếu kỳ liền không kìm được nữa. Nàng giơ tay lên trước tiên, nhị sư huynh, sao huynh biết sư nương đang ở ngao gia. Trên thiên cơ bài hẳn là không đưa tin về sư nương nhỉ. Đám người cũng đều vẽn tai, vấn đề này, bọn hắn hết sức tò mò. An thiên nhạn mặc dù là nguyên anh, nhưng ở Trung Châu này không tính là cái quái gì nên sẽ không ai đưa tin về bà. Làm thế nào Lữ Thiếu Khanh biết được, giữ thành lớn như vậy, bảo một tu sĩ kết đan kỳ bay một vòng nhữ thành, nói ít thì cũng phải bay mất vài năm. Nhữ thành hội tụ ngũ gia tam phái và vô số thế lực lớn nhỏ, phạm vi thành trì cụ thể lớn chừng nào không ai biết được. Giảng gia và ngao gia cách nhau cũng rất ra, thần thức hóa thần vẫn chưa thể bao trùm đến được phạm vi ngao gia. Ra ngoài đi dạo nhiều một chút chẳng phải sẽ biết ngay sao, Lữ Thiếu Khanh không ngẩng đầu, tự động não một chút không được à. Giảng bắt hiểu ra đại ca, ngươi mang theo chúng ta ra ngoài dạo phố, đi dạo một tháng là để tìm tung tích của an tiền bối sao. Trước kia Lữ Thiếu Khanh cố ý mang theo giảng nam rêu rao khắp nơi, tựa như là khoe khoang, trong đó đi qua vô số nơi, phạm vi ngũ gia tam phái hắn đều từng đi qua. Thật thông minh nha. Lữ Thiếu Khanh khen ngợi giảng bắt một câu. An Thiên Nhạn không kìm được mở miệng, Thiếu Khanh, có thể nói rõ chi tiết không? An Thiên Nhạn mở miệng, lữ thiếu khanh không thể không nể mặt hắn trầm ngâm một lát sắp xếp lại câu từ một lượt sau đó kể lại đại khái một lần sau khi lữ thiếu khanh đến trung châu ngày ngày đều đọc tin tức trên báo ngao đức là dòng chính ngao gia hạ ngữ là gia nhân tuyệt thế thiếu nữ thiên tài trên phong hoa bản chuyện ngao gia coi trọng hạ ngữ chắc chắn sẽ được đưa tin mặc dù độ dài không lớn nhưng vẫn bị lữ thiếu khanh nhìn thấy đương nhiên ngươi tình ta nguyện Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không đi quấy nhiễu. Nhưng với sự hiểu biết của Lữ Thiếu Khanh đối với Hạ Ngữ, hắn biết trong này chắc chắn có sự hiếp bách. Cho nên sau khi hắn đến Nhữ Thành liền thử thăm dò tung tích Hạ Ngữ. Kết quả chưa tìm thấy Hạ Ngữ lại bất ngờ phát hiện ra An Thiên Nhạn. Khi dễ sư nương ta chẳng khác nào cướp linh thạch của ta chứ, cuối cùng Lữ Thiếu Khanh tổng kết một câu. Lời này khiến Tiêu Y biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Chẳng trách nhị sư huynh muốn giết chết Ngao gia. Giảng Bắc bỗng nhiên chú ý thấy Giảng Nam nhíu mày lại, hắn ta thấp giọng hỏi, sao vậy? Giảng Nam nhìn mọi người một cái, thấp giọng nói ra nghi ngờ của mình, nơi an tiền bối bị nhốt có trận pháp cùng cấm chế ngăn cách. Mọi người nghe thấy lời của Giảng Nam, nhưng không có mấy người tỏ vẻ kỳ quái. Cho dù là Tuyên Vân Tâm, Phương Hiểu hay Quản Đại Ngưu, Mạnh Tiêu đều không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào. Cấm chế trận pháp đây là một trong những thứ lữ thiếu khanh am hiểu giảng bắt sau khi chỉ chỉ xung quanh nhắc nhở giảng nam hắn ta mới hỏi lữ thiếu khanh đại ca cảnh giới trận pháp của ngươi là gì đại tông sư trận pháp sao trong lòng giảng bắt hơi run rẩy đại tông sư trận pháp có ai mà không phải lão già râu ria hoa râm nửa người vùi trong đất chứ nhưng đại tông sư trận pháp còn trẻ như vậy nói ra hù chết người mị gia am hiểu trận pháp trong thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất là Mị Á, nhưng nghe nói cũng chỉ là tông sư trận pháp, hơn nữa còn vừa đột phá không lâu. Ngươi đoán đi. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt với hắn ta mấy cái, một câu ngươi đoán đi khiến giảng bắt suýt nửa thổ huyết. Tiêu y bên này lại đổi chủ đề, nhị sư huynh, huynh cũng biết ngao gia sẽ đến kiếm chuyện với huynh cho nên huynh tương kế tự kế, mang người đi ngao gia gây chuyện, cuối cùng cứu sư nương ra. Ánh mắt của mọi người lại rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Nếu như ngay cả điểm này cũng nằm trong tính toán của Lữ Thiếu Khanh, vậy thì Lữ Thiếu Khanh thật sự quá đáng sợ. Không biết. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, ta làm sao biết Ngao Gia sẽ làm gì. Chẳng qua là dẫn theo nam cô nương ra ngoài dạo chơi, nếu không ai tới cửa chỉ có thể nói nam cô nương là đệ nhất mỹ nhân Trung Châu, đứng đầu phong hoa bản chẳng qua chỉ là thổi phồng thôi. Đứng đầu phong hoa bản tốt xấu gì cũng phải có phân lượng hơn đệ nhất mỹ nhân Tề Châu chứ nhỉ. Hạ ngữ còn có người đến chặn cửa, không tin giảng nam không có. Mắt tiêu y sáng hơn, dị sư huynh, cho nên tất thảy đều nằm trong tính toán của huynh. Ngay cả chuyện sau khi huynh vào nhữ thành đều đòi lệnh bài thể ước là cũng chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay. Tiêu y nhìn như đặt câu hỏi, trên thực tế là đang chứng thực với lữ thiếu khanh. Lời của nàng rơi vào tai mọi người khiến mọi người tê cả da đầu. Ánh mắt nhìn qua lữ thiếu khanh tràn đầy chấn kinh thậm chí có mấy phần kính sợ vừa vào nhữ thành đã bắt đầu bố cục sao hết thảy cũng là vì hôm nay giảng bắc giảng nam trước đó gần như luôn đi theo bên người lữ thiếu khanh càng chấn kinh đến tột đỉnh hóa ra tất thảy những gì lữ thiếu khanh làm trước đó đều là có mục đích tên này thật sự đáng sợ như vậy sao giảng nam nhìn một bên sườn mặt của lữ thiếu khanh nhìn thế nào giảng nam cũng đột nhiên cảm thấy lữ thiếu khanh rất đẹp trai đường công như dao gọt trong cứng trắng mang theo nhu hòa trên người tản mát ra một cổ khí chất khó mà hình dung được có một loại sức hút vô hình ánh mắt giãn nam tối đi bỗng nhiên cảm giác thân thể có một cổ dòng điện xẹt qua khiến trái tim nàng ta không kìm được rung động lúc tên này không nói lời nào nhìn cũng khá thư thái trong lòng giãn nam đột nhiên nảy sinh suy nghĩ như vậy lữ thiếu khanh như cảm nhận được quay đầu nhìn sang ánh mắt hai người đối đầu trái tim giảng nam trong nháy mắt bối rối giống như làm chuyện xấu bị người ta phát hiện vội vàng nghiêng đầu đi sau đó trên gương mặt ửng hồng hai má lữ thiếu khanh nghi hoặc cô nàng này làm sao vậy uống rượu giả sao hắn lắc đầu sau đó mới trả lời câu hỏi của tiêu y đâu có ta chỉ muốn lấy vài cái lệnh bài thệ ước để bảo vệ mạng hoặc đem đi đấu giá kiếm ít linh thạch tiêu xài thôi nhưng đúng lúc lại dùng tới ở đây sau đó hắn không kìm được cảm thán hình như cũng khá hữu ích chứ không phải rẻ như trong tưởng tượng của ta giảng nam không nhịn được quát lữ thiếu khanh đương nhiên không rẻ đây chính là một trong những là vật trân quý nhất người bình thường muốn cũng không chiếm được thật sao lữ thiếu khanh biểu môi không có cảm xúc quá lớn ta có bốn cái giảng bắt trong nháy mắt tịt ngòi trước mặt người khác hắn ta có thể nói lệnh bài thể ước rất trân quý nhưng trước mặt lữ thiếu khanh trân quý gì đó vẫn nên đừng nhắc đến Tuyên vân tâm đột nhiên yếu ớt mở miệng, có vẻ như ngươi rất để tâm đến hạ ngữ. Đám người trong nháy mắt có khác biệt phản ứng. Cùi giờ nờ giờ, giả tôn, thậm chí là giảng bắt ánh mắt trở nên hèn mọn, nở ra nụ cười giống nhau. Mạnh tiêu trong nháy mắt trở nên căng thẳng, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, một đôi tay trong lúc bất tri bất giác siết chặt. Phương Hiểu cười nhạt, biểu cảm không khác lắm so với An Thiên Nhạn. Quảng đại ngưu cười hắc hắc, hẳn là chuyện của ngươi và hạ ngữ sư tỷ trước kia cũng là thật nhỉ ta thấy ngươi ngứa da rồi đấy nhỉ lữ thiếu khanh trừng quản đại ngư một cái ta là đang suy nghĩ cho sư huynh ta đấy lỡ như huynh ấy thích hạ ngữ sư tỷ thì sao hai thân làm sư đệ phải lo lắng chuyện này chứ tuyên vân tâm tiếp tục mở miệng thật sao lời này của ngươi có ai tin được chứ lữ thiếu khanh chỉ vào tuyên vân tâm nói bài học trước đây vẫn chưa đủ đúng không ta không có ý đó với hạ ngữ sư tỷ ngược lại hắn đánh giá tuyên vân tâm từ trên xuống dưới một lượt vì hiếp nói ngươi có muốn ta lại thề trước mặt mọi người không tuyên vân tâm ngậm miệng lại nhưng trong lòng lại cảm thấy có vài phần dễ chịu một cách khó hiểu mạnh tiêu nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra thân thể buông lỏng cười lên hỏi vậy ngươi có ý với ai trong ánh mắt mong chờ của mạnh tiêu lữ thiếu khanh thở dài ta còn nhỏ chuyện tình cảm với ta mà nói còn xa xôi lắm. Ta thích Linh Thạch, Linh Thạch còn chưa kiếm đủ sao có tư cách nói chuyện yêu đương chứ. Giảng bắt cạn lời, đại ca, trên người ngươi ít nhất cũng có 7.000 vạn viên Linh Thạch hả? Thế này mà còn ít. Bên chỗ hắn ta trả 1.000 vạn học phí, đánh cược chỗ ngao đức 1.800 vạn, còn làm nhà cái vô sĩ, có ít thì cũng hố người khác hơn 1.000 vạn, sau đó còn của bao dịch 3.000 vạn, chỉ tính riêng mấy khoản này đã được gần 7.000 vạn viên linh thạch rồi. 7.000 vạn, con số này khiến mọi người giật nảy mình. Quảng đại ngưu trách móc, ngươi, ngươi lại bứng nhà kho của ai rồi? Người ở đây, trên người có vài ngàn vạn là chuyện rất bình thường. Pháp khí, đang dược cùng các vật liệu khác cộng lại cũng có cái giá này. Nhưng, bảo bất cứ ai trong số bọn hắn lấy ra mấy ngàn vạn viên linh thạch, bọn hắn không bỏ ra nổi. Tựa như kẻ có tiền, giá trị bản thân trăm ngàn vạn nhưng mà tiền mặt có thể lưu thông trong tay cũng không nhiều còn một mình lữ thiếu khanh lại có bảy ngàn vạn viên linh thạch quả thực rất có thể dọa người tiêu y nháy mắt mấy cái làm sao nàng bế quan một chút mà nhị sư huynh đã phát tài rồi lữ thiếu khanh lại hết sức ưu thương nói dùng hết rồi gặp phải tên tiểu đệ tử quỷ nên mới thế kiếp trước làm công kiếm tiền đi vào thế giới này vẫn là cố gắng nghĩ cách kiếm linh thạch khó khăn quá mà dùng hết rồi, giảng bắt không tin, đại ca, ngươi tưởng ta khờ à, mớ linh thạch này có thể đem đi ngăn nhữ hà luôn đấy. Ngươi đã làm gì rồi? Đám người cũng sắc mặt cổ quái. Nhiều linh thạch như vậy dùng hết, không phải là mua bảo bối tuyệt thế gì rồi đấy chứ, ta đi uống hoa tử. Giảng bắt ngồi trở lại, liếc mắt, uống hoa tử. Nhiều linh thạch như vậy, ngươi cũng có thể mua lại cả túy tiên lâu, mỗi ngày đổi một mùi tử uống hoa tử đấy. Mặc dù tò mò Lữ Thiếu Khanh đã dùng linh thạch như thế nào nhưng đây là chuyện riêng, Lữ Thiếu Khanh không nói, mọi người cũng không tiếp tục hỏi. Tiêu Y lại hỏi Lữ Thiếu Khanh, dị sư Huynh, tiếp theo Huynh có dự định gì không? Không có, qua một thời gian ngắn nữa ta sẽ về Tề Châu làm trạch nam. Không đi học viện Trung Châu sao, Mạnh Tiêu căng thẳng hỏi, ở học viện Trung Châu thực sự có thể học được không ít thứ, còn có tài nguyên tu luyện sung túc, giúp ngươi tiến bộ thần tốc. Ta đắc tội Ngao gia, ta phải đi nhanh lên, về Tề Châu tránh đầu sóng ngọn gió. Ta sợ. Học viện Trung Châu gì đó, hắn không hứng thú, cũng không quan trọng. Chỉ cần thời quan giới chỉ trong tay sửa xong, hắn chỉ có nhanh hơn người ta chứ không thể chậm hơn người ta. Ngươi sợ, lần này ngay cả Tuyên Vân Tâm cũng không kìm được liếc lử Thiếu Khanh một cái. Lúc Ngao gia bị ngươi làm đầu tóc đầy bụi, rất mất mặt cũng không thấy ngươi có nói ngươi sợ. An Thiên Nhạn lại tin tưởng, bà hơi tự trách, Thiếu Khanh, là ta liên lụy con. Sư Nương, người nói gì vậy? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, sư phụ không ở đây, người bị người ta khi dễ, chúng ta làm đồ đệ không ra mặt giúp người sư phụ trở về sẽ đánh chết chúng con. Ngươi chừng nào thì đi, giảng nam đột nhiên hỏi. Học viện Trung Châu khai giảng ta sẽ đi. Còn chưa đến ba tháng nữa, ngươi có thể giúp ta tiến vào hóa thần không? Không biết nữa, dù sao không thể nào đột phá cũng không sao ta sẽ không đòi ca ngươi số học phí còn lại là được đại ta ta phải đánh chết ngươi xung đột giữa lữ thiếu khanh và ngao gia nhanh chóng được thiên cơ giả trắng trợn đưa tin nhanh chóng truyền đi mười năm nguyên anh kỳ bảy năm hóa thần chưa đến ba mươi tuổi đã là hóa thần cái tên kế ngôn vang vọng khắp nhữ thành cũng dọa nhiều người sợ hãi cho dù là những đại năng trước kia thì cũng chưa chắc đã có tốc độ nhanh như vậy nhỉ thời gian để tiến vào hóa thần còn ngắn hơn thời gian tiến vào nguyên anh kỳ tu luyện nghịch hướng à yêu nghiệt bất xuất thế yêu nghiệt tuyệt đối dạng thiên tài như thế này vì sao trước kia không hề có tiếng tâm gì thế nào gọi là không có tiếng tâm gì trước kia hắn là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tề châu ép cho người cùng thế hệ không ngẩng đầu được lên quá lợi hại ta tuyên bố kế ngôn là thần tượng của ta. Ta muốn sinh con cho kế ngôn công tử. Có người sợ hãi tháng phục, có người sinh lòng sùng bái. Đương nhiên, cũng có người vì thế nở nụ cười trên nỗi đau của người khác, nhao nhao chế dẻo. Cười chết người, bị càng xưng là đệ nhất cao thủ trong thanh niên Trung Châu, trước mặt kế ngôn công tử ngay cả sách giày cũng không xứng. Mị càng. Chẳng qua chỉ thổi phòng thôi. Chưa nói đến kế ngôn công tử, khoái hằng, mạnh tiêu của đông châu tuyên vân tâm cận hầu yến châu à đúng rồi tề châu còn có một hạ ngữ mã chính tinh của vũ châu tôn tương chu nghiệp của ngô châu những người này có ai không phải thiên chi kiêu tử đúng vậy tuổi của bọn hắn đều nhỏ hơn mị càng sau khi vào học viện trung châu này thực lực đột nhiên tăng mạnh tình thế bức người học viện trung châu tụ tập hết những thiên tài này lại một chỗ là định nuôi cổ à ai mà biết được dù sao những năm gần đây, linh khí của thiên địa càng thêm nồng đậm, thiên kiêu phun trào, không ngừng xuất hiện, tương lai chắc chắn sẽ là một đại thế sáng chói. Bởi vì sự cường hãn của kế ngôn nên chuyện Lữ Thiếu Khanh có trong tay bốn lệnh bài thể ước không khiến người ta quá sức ngạc nhiên nữa. Người thông minh rất nhiều, chỉ cần hơi động não một chút là sẽ biết nguyên nhân thật sự. Xét đến cùng vẫn là kế ngôn đưa ra một lệnh bài thể ước để có thể có được một ân tình của tồn tại tuyệt thế trong tương lai, cuộc mua bán này tính thế nào đều không lỗ. Yêu nghiệt kế ngôn truyền khắp nhữ thành, phản ứng của ngũ gia tam phái không hề giống nhau. Trong đó khó chịu nhất không thể nghi ngờ là Ngao Gia. Ngao Tăng không ngờ bị kế ngôn một chiêu đánh bại nên Ngao Gia hiểu rõ sự cường đại của kế ngôn hơn hẳn những thế lực khác. Xung đột với nhóm Lữ Thiếu Khanh, xúc động ba trưởng lão, lại xám xịt trời đi khiến ngao gia trở thành trò cười. Phụ thân ngao đức thân là gia chủ đã tức giận, phun nước bọt cho bọn người ngao đức một trận, mắng cho bọn hắn cẩu huyết đổ đầu, hung hăng trách phạt mấy người bọn hắn. Còn bốn nhà tặng lệnh bài thệ ước thì nhao nhao vui mừng. Lệnh bài thệ ước của bọn hắn có thể nói là đã kết được một mối thiện duyên. Cảnh gia sau khi biết cảnh mông có quan hệ khá tốt với Lữ Thiếu Khanh đã đích thân lệnh cho hắn ta để hắn ta ra sức kết giao với Lữ Thiếu Khanh, từ đó tạo mối quan hệ với kế ngôn. Còn bên phía Mỹ Gia luôn tự xưng là đệ nhất gia tộc, Mỹ Đại Gia chủ ngồi trong đại sảnh, trên đỉnh đầu treo bản hiệu có bốn chữ lớn đệ nhất gia tộc. Mỹ Đại nhắm mắt ngồi xếp bằng, trên thân mơ hồ tản mát ra khí tức cường đại khiến ông ta giống như một con mảnh hổ chiếm cứ, một khi tỉnh lại sẽ nhắm tới người ta mà cắn cũng không lâu lắm một âm thanh bên ngoài đại sảnh vang lên phụ thân vào đi tiếp theo bóng dáng mị phi và vệ nhâm xuất hiện trong đại sảnh hành lễ với mị đại và lão giả tóc trắng gặp qua phụ thân gặp qua gia chủ mị đại mở to mắt trong mắt tinh quang chợt lóe lên vi áp che kín toàn bộ đại sảnh khiến mị phi và vệ nhâm cảm thấy trong lòng trầm xuống các ngươi kể lại lần nữa chuyện các ngươi đã gặp phải trong rừng dịch ngữ lần trước đi. Mị Phi kể chính, vệ nhâm bổ sung. Chủ yếu là xung đột xảy ra khi gặp Lữ Thiếu Khanh. Sau khi nghe hai người nói xong, Mị Đại trầm mặt một lát, hỏi vệ nhâm, vệ lão, ngươi thấy sao về bọn hắn? Vệ nhâm trầm ngâm một lát, cuối cùng ăn ngay nói thật. Hồi gia chủ, ta cảm thấy không đơn giản là coi trọng kế ngôn, hai người Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y cũng nhất định phải coi trọng. Mỹ Đại không hề có bất kỳ biểu cảm gì, nhàn nhạt hỏi, làm sao mà biết, hai người bọn họ chỉ là Nguyên Anh mà thôi. Nguyên Anh Kỳ rất mạnh, nhưng ở Mỹ Gia này, Nguyên Anh Kỳ vẫn chưa đáng kể. Tự xưng là đệ nhất gia tộc, không có chút Nguyên Anh Kỳ thì cũng ngại ra ngoài chào hỏi với người khác. Vệ nhâm nói ra cái nhìn của mình, tiêu y, tuổi tác rất nhỏ, kiếm ý tinh thuần, thế sự hiếm thấy, ngay cả phi tiểu thư cũng không phải là đối thủ của nàng. Tuổi tác như vậy lại có thực lực như thế, tuyệt không phải hạng người bình thường, nói không chừng lại là kế ngôn thứ hai. Mỹ Phi không vui, sau khi nàng ta trở về, nằm mơ cũng muốn bóp chết tiêu y, còn nói kế ngôn thứ hai, là ý nói tiêu y tương lai còn trâu hơn ca nàng ta sao, cái này không thể nhịn. Mỹ Phi hừ một tiếng, ghen ghét oán hận tất cả đều hội tụ ở trên mặt, nhìn có mấy phần xấu xí, chỉ bằng nàng chỉ cần ta cố gắng tu luyện, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta." Mị Đại nghe vậy, tâm trạng càng tệ hơn. Ông ta thân là gia chủ Mị gia, khi ông ta đạt thực lực hóa thần sơ kỳ cảnh giới tầng 2 đã hơn 500 tuổi. Bây giờ lại mọc ra một người cùng cảnh giới với ông ta, lại nhỏ tuổi hơn ông ta mấy trăm lần, nghĩ thôi cũng muốn nghẹn lòng rồi. Chênh lệch giữa người với người sao lại lớn đến vậy chứ? Ông ta hít sâu một hơi, cưỡng chế phiền muộn trong lòng hỏi vệ nhâm lữ thiếu khanh đâu vì sao phải coi trọng hắn chẳng lẽ hắn cũng là hóa thần đây mới là điều mị đại lo lắng kế ngôn xuất hiện danh xưng đứng đầu thế hệ trẻ tuổi trung châu đã rơi xuống đầu kế ngôn mị càng đã trở thành người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi trung châu trước đây điều này với mị gia mà nói là đã kích rất lớn nhưng nếu mị càng có thể đột phá hóa thần những người khác vẫn chưa đột phá người đứng đầu không làm được còn có thể làm người đứng thứ hai thứ hai đuổi kịp thứ nhất dù sao cũng dễ dàng hơn thứ ba đuổi kịp thứ nhất nhắc đến lữ thiếu khanh vệ nhâm chần chừ lữ thiếu khanh mang đến cho ông ta cảm giác dường như chẳng ra làm sao cảm giác rất yếu hơn nữa bên ngoài của lữ thiếu khanh như bao phủ một tầng sương mù làm cho người ta không thể nào nhìn thấu ông ta nghĩ nghĩ cuối cùng trả lời hắn hẳn không phải là hóa thần hắn cũng rất trẻ có một thiên tài như kế ngôn đã rất đáng gờm rồi không thể có người thứ hai nhưng hắn cũng cho ta một loại cảm giác rất nguy hiểm cho nên ta cảm thấy hắn cũng phải coi trọng dù sao hắn cũng là sư đệ của kế ngôn mị đại gật gật đầu có một thiên tài yêu nghiệt là mộ tổ đã bốc khói rồi không thể có kẻ thứ hai ngẫm nghĩ ông ta nói với mị phi mấy ngày nay con ít ra ngoài thôi ý tứ rất rõ ràng Mỹ đại không muốn mị phi ra ngoài tiếp tục xung đột với Lữ Thiếu Khanh bọn họ. mị gia không sợ nhưng cũng không muốn đấu cứng với dạng thiên tài này. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên không khí trong đại sảnh trầm xuống khiến từng cọng lông mau bên ngoài cơ thể mị phi, vệ nhâm đều dựng thẳng lên, trong đại sảnh như thổi lên một cơn lốc kiếm ý, ca ca. Một bóng dáng màu trắng xuất hiện trong đại sảnh. Một thanh niên trong mắt mang theo âm tàn lạnh lùng xuất hiện trong đại sảnh. Theo sự xuất hiện của hắn ta, nhiệt độ đại sảnh thấp đi vài độ. Càng công tử. Vệ nhâm kinh hải. Mỹ đại cũng vui mừng quá đổi, đứng lên, kích động vạn phần, càng nhi, hẳn, hẳn là đột phá rồi. Trong giọng nói của Mỹ đại mang theo kích động, nếu như Mỹ càng đã đột phá, cho dù không ngồi được vị trí thứ nhất cũng có thể ngồi ở vị trí thứ hai. Tương lai cố gắng một chút, hoặc là gia tộc nghĩ cách giết chết kế ngôn, danh xưng người đứng đầu còn có thể chạy được sao nhưng rất nhanh ông ta cảm nhận được ba động khí tức trên người mị càng ông ta lộ ra ánh mắt thất vọng mị càng mặc không đổi sắc đứng ở đại sảnh mặc dù thân mặc dù thân mặc áo trắng nhưng không cho người ta cảm giác tiêu sái xuất trần mà ngược lại có một loại cảm giác âm trầm rét lạnh mị càng mở miệng giống như đã mấy đêm không ngủ giọng nói khàn khàn kế ngôn con muốn đi chiếu cố hắn Vãi, mị đại suýt chút nữa thì sợ tè ra quần. Tổ tông, ngươi là tổ tông của ta, ngươi đừng cậy mạnh được không hả? Mị đại vội vàng mở miệng, không có nửa điểm ổn trọng mà gia chủ nên có, càng nhi, con đừng nên kích động. Bọn hắn không phải người dễ nói chuyện. Sau khi nói xong ông ta trừng mắt mị phi một cái. Mị phi xung đột với lữ thiếu khanh bọn hắn khiến tình cảnh mị gia hiện tại hơi xấu hổ. Hơn nữa, Mị gia tự khoe đệ nhất gia tộc nên không thể bảo Mị Phi cúi đầu nhận sai, cũng không thể nghĩ cách chiêu dụ lấy lòng kế ngôn như những thế lực khác được. Duy trì khoảng cách nhất định, không đi nịnh bợ, không đi đắc tội, đây là dự định của Mị Đại. Dù sao nhà ông ta có Mị Càng, ông ta tin tưởng nhi tử mình không thể quá kém so với kế ngôn. Hiện tại Mị Càng lại muốn đi tìm kế ngôn, lỡ như bị kế ngôn đánh chết thì biết làm sao bây giờ, đánh chết, thế hệ trẻ của Mỹ Gia coi như bị phế đi. Không có Mỹ Càng, chẳng lẽ đi dựa vào nha đầu Mễ Á cả ngày chỉ lo nghiên cứu trận pháp kia sao, hơn nữa, nha đầu kia là chi nhánh, không tính là dòng chính của Mỹ Gia. Không có Mỹ Càng, Mỹ Đại cảm thấy Mỹ Gia còn chẳng bằng cảnh gia. Không sao cả, Mỹ Càng nhàn nhạt nói, thái độ cường thế, ta tới là để thông báo với phụ thân người một tiếng. Thân là đệ tử Mỹ Gia, đệ tử thiên tài, người đứng đầu trung châu trước kia mị càng có đặc quyền rất lớn trong mị gia cho dù là phụ thân hắn tơ cũng khó có thể mệnh lệnh được hắn ta nếu như là người bình thường mị càng còn chẳng muốn nhiều lời nhưng mị đại dù sao cũng là phụ thân của hắn ta cho nên hắn ta đưa ra một lý do con gặp phải bình cảnh ngồi bế quan với con mà nói đã vô ích cần phải có thời cơ con phải đi chiếu cố hắn cũng có thể từ đó đạt được thời cơ trên người hắn Hừ, con muốn xem thử hóa thần trẻ như hắn thì có gì không tầm thường. Mị Đại nghe vậy, trong lòng buông lỏng, vẫn may không có ý định đi giết kế ngôn. Ông ta vui mừng nói, nói vậy, con đã sắp có thể đột phá hóa thần rồi. Mị càng gật đầu, ngữ khí khẳng định, trong vòng 1-2 năm con nhất định có thể đột phá, có lẽ còn nhanh hơn. Mị càng càng vui mừng hơn, rất tốt, đây mới kỳ lân của nhà ta, Mị gia mới là mạnh nhất thân là đệ nhất gia tộc, con phải đột phá hóa thần nhanh nhất trong số người cùng thế hệ. Mị càng mặt lộ vẻ ngạo nghễ, trong Trung Châu, ngoài con, còn ai có thể đột phá hóa thần đầu tiên chứ? Giảng Nam Hay Châu Cương, hay Công Tôn Liệt ẩn tàng rất sâu kia. Mặc dù là trong giọng nói mang theo kinh miệt, trên thực tế áp lực của Mị càng cũng rất lớn cho nên xuất quan đi tìm phương pháp và cơ hội khác vẫn tốt hơn ngồi ngay ra đó bế quan từ sau khi mị càng xuất hiện vệ nhâm mãi không lên tiếng cuối cùng cũng mở miệng ông ta chần chờ một chút cuối cùng nhắc nhở mị càng một câu càng công tử ngươi phải cẩn thận lữ thiếu khanh lữ thiếu khanh mị càng nhẹ nhàng nhíu mày có mấy phần không hiểu vì sao hẳn là hắn cũng là một cao thủ nguyên anh tầng 9 vệ nhâm lắc đầu không phải nhưng hắn cho ta một loại cảm giác nguy hiểm khó chơi rất giảo hoạt sau khi nói xong ông ta còn ưu thương nhìn ngón tay trống rỗng của mình. Bị người ta lột trữ vật giới chỉ, vốn liếng quét sạch sành xanh, mỗi khi nhớ tới đều kích động muốn khóc. Loại chuyện này, người bình thường có thể làm được sao, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại làm rất trôi chảy, chỉ dựa vào điểm này có thể khiến vệ nhâm có kinh nghiệm lịch duyệt phong phú dám khẳng định Lữ Thiếu Khanh khó chơi. Đó là đừng nói chi Lữ Thiếu Khanh còn đem đến cho ông ta một loại cảm giác mông lung nhưng nguy hiểm. Hừ, có nhiều âm mưu quỷ kế trước thực lực tuyệt đối cũng không chịu nổi một kích. Mị càng ngạo nghễ lưu lại một câu, sau đó rời khỏi nơi này. Mị đại nói với Mị phi, tranh thủ đi theo ca của con, nếu thấy chuyện gì bất thường lập tức gửi tin về cho ta. Giảng gia, Lữ thiếu khanh ngồi phía dưới đình nghỉ mát, tùy ý dựa vào cây cột, tay cầm thiên cơ bài tiếp tục đọc. Đồng thời, thỉnh thoảng hắn lột một viên linh đậu ném vào trong miệng, bắt đầu ăn bẹp bẹp. Trong đình nghỉ mát này, bên cạnh, giảng nam nghiêm túc ngồi trước bàn đá, cúi đầu đang viết gì đó. Tờ giấy màu trắng, theo bút mực rơi xuống, từng tiểu tinh linh màu đen nhảy nhót trên giấy. Giảng bắt ngồi ở phía xa, bên cạnh hắn ta, tiêu y, tuyên vân tâm, mạnh tiêu, phương hiểu bốn người đang quay quần với nhau. Bốn người đều đang chia sẻ những tao ngộ và trải nghiệm của mình trong những năm gần đây, ríu ra ríu rít như chim sơn ca. Giảng bắt hữu tâm tiến tới, nhưng tiếc là hắn ta không được hoan nghênh, bị một câu gã bỉ ổi trung châu của tiêu y đánh lui. Từ lúc tuyên vân tâm bọn họ tới đây đến bây giờ đã hơn nửa tháng trôi qua. Tuyên vân tâm bọn họ cũng thuận thế ở lại đây. Giảng bắt nhìn về phía lương đình, hắn ta có vài phần nghi hoặc, hắn ta hỏi quảng đại ngưu đứng bên cạnh, viết tâm đắc gì đó, các ngươi có từng nghe nói không? Trong khoảng thời gian này, Lữ Thiếu Khanh gọi riêng giảng nam đến bên cạnh dạy bảo. Cái gọi là dạy bảo tức là yêu cầu giảng nam viết tâm đắc. Giảng bắt hắn ta lần đầu tiên nghe thấy từ này, hắn ta trăm mối vẫn không có cách giải. Quảng đại ngưu lắc đầu, hắn ta cũng ở lại nơi này, bình thường không có chuyện gì liền tụ tập với giảng bắt, hai người tụ lại với câu rất có thị cảm đang cấu kết với nhau làm việc xấu. Đại ca nói việc này có thể đột phá hóa thần, ta thấy thế nào cũng không đáng tin cậy. Quảng đại ngưu cười, hắn đáng tin cậy chẳng bằng ngươi tin heo mẹ biết trèo cây đi nếu không phải thực lực của ta không được chắc chắn ta phải thu thập hắn không phải chứ ngươi biết thực lực thật sự của hắn sao lúc này giảng bắt mới nhớ tới vấn đề này trước đó là nguyên anh sơ kỳ hiện tại hẳn là trung kỳ rồi nguyên anh trung kỳ giảng bắt kinh ngạc cái này còn thấp hơn so với suy đoán của hắn ta không giống lắm ta cảm thấy hắn giống nguyên anh hậu kỳ quản đại ngư phiền muộn cũng có khả năng hắn khốn kiếp lắm lúc đầu khi ta gặp hắn vẫn là cảnh giới nguyên anh sơ kỳ đã mấy năm trôi qua không chừng có kỳ ngộ giảng bắt gật đầu nhưng thế này cũng vô cùng đáng sợ dù sao hiện tại lữ thiếu khanh cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi cũng có thiên phú kinh người quản đại ngư mặc dù nói là hận không thể hung hăng thu thập lữ thiếu khanh một trận nhưng sự cường đại của lữ thiếu khanh hắn ta không phủ nhận thực sự là cường đại đến mức hắn ta khó mà chống cự. Quảng đại ngưu rất phiền muộn, bà nội nó, cho dù là trở lại Trung Châu này, sau khi được huyền gia gia đặt huấn tưởng rằng có thể rửa sạch nhục nhã, không ngờ cuối cùng vẫn bị người ta thu thập. Giảng bác nghĩ nghĩ, hỏi quảng đại ngưu, ngươi cảm thấy hắn có khả năng là hóa thần không? Quảng đại ngưu đầu tiên giật mình, sau đó lắc đầu, sẽ không đâu. Ta không nghe nói ai có thể từ Nguyên Anh Sơ Kỳ đột phá lên hóa thần trong thời gian ngắn ngủi mấy năm. Hắn cho dù có kỳ ngộ, giờ chẳng qua cũng chỉ là Nguyên Anh Hậu Kỳ, lợi hại nhất cũng là cảnh giới tầng chính. Giảng Bắc cũng phiền muộn. Thiên phú như vậy thật sự đủ khiến cho người ta hâm mộ, nếu hắn ta cũng có thiên phú tốt như vậy, cha hắn ta cũng sẽ không cần cả ngày than thở, nhìn hắn ta không thuận mắt. Muội muội của hắn ta cũng không cần có áp lực lớn như vậy. Tuy nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh, Giảng Bắc vẫn luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Bởi vì biểu hiện của Lữ Thiếu Khanh thực sự là quá mức bình tĩnh. Loại bình tĩnh này không đơn thuần là trong tay có ác chủ bài. Cho nên đôi mắt Giảng Bắc xoay chuyển, hắn ta nói với Quảng Đại Ngưu, ngươi bị hắn đánh một trận trước mặt nhiều người như vậy, ngươi không định làm chút gì đó sao? <laughs> làm cái gì? Ta có thể làm cái gì? Quảng Đại Ngưu sắp khóc rồi, tên khốn kiếp này mạnh hơn ta nhiều lắm, ta muốn thu thập hắn cũng chẳng có cách nào cả. Ngươi không thu thập được, nhưng ngươi có thể tìm người khác. Giảng bắt nở nụ cười, từ từ hướng dẫn, thiên cơ các cũng có người lợi hại mà. Ngươi đang nói đại sư tỷ. Ngoại trừ nàng, còn có ai? Ta biết nàng rất lợi hại. Giảng bắt hiếp mắt lại, cười càng thêm vui vẻ giống như đạt được mưu kế. Sư tỷ trong miệng quảng đại ngưu là đại sư tỷ thiên cơ cát, thượng quan xúc. Thượng Quan Súc cũng là thiên tài hàng đầu trong các dòng chính của ngũ gia tam phái Trung Châu, Nguyên Anh Hậu Kỳ, cảnh giới tầng 8. Nhưng mà Quảng Đại Ngư lắc đầu, vô cùng bi quan, Đại sư tỷ chưa chắc đã là đối thủ của hắn, cái tên khốn này quá mức giảo hoạt. Ngay cả lão đại luyện hư kỳ còn thua thiệt trong tay hắn ta, đại sư tỷ tới lỡ như bị đánh tơi bời, ta nhất định sẽ bị huyền gia gia ta đánh chết. Ai, đáng tiếc nhỉ? Giảng bắt thở dài, ngươi có thể thử một chút, lỡ như thật sự có thể thu thập hắn thì sao? Quảng đại ngưu cảnh giác lên, hỏi lại, ngươi thì sao? Ngươi muốn thu thập hắn, ngươi đi đi. Giảng bắt cười hắc hắc, khoát khoát tay, không được, ta không thể được. Giảng bắt nhìn không thấu lữ thiếu khanh, hắn ta cũng không dám tùy tiện đi dò xét lữ thiếu khanh. Dù sao lữ thiếu khanh cho hắn ta một loại cảm giác nguy hiểm, vạn nhất trêu chọc lữ thiếu khanh, bị lữ thiếu khanh thu thập hắn ta, không phải hắn ta sẽ khóc chết sao, hơn nữa Lữ Thiếu Khanh đang giúp muội muội hắn ta đột phá, hắn ta không muốn vì hiếu kỳ nhất thời của mình mà phá hủy chuyện tốt quả muội muội. Quảng đại ngư kinh bỉ, muốn mượn đao giết người, hèn hạ, từ bao giờ mà ngươi trở nên hèn hạ như vậy rồi. Giảng Bắc vừa định giải thích vài câu, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một âm thanh. Kế ngôn, ra đây. Âm thanh bình tĩnh lại mang theo sự ép buộc, không thể từ chối giảng bắc và quản đại ngư đầu tiên là sững sờ sau đó sắc mặt hai người đại biến vãi tên này sao lại tìm được tới cửa không thể nào hắn tới tận cửa làm gì quản đại ngư quát lên hắn muốn tới gây chuyện sao hắn đột phá thành công muốn tới khiêu chiến kế ngôn công tử giảng bắc cũng kinh hãi sau đó lập tức trở nên sốt sắng bị càng tới cửa nghe giọng đã biết kẻ đến bất thiện để nhất nhân Trung Châu cho dù bây giờ thêm một chữ tiền nhưng sự cường đại của hắn ta là không thể nghi ngờ. Trước khi kế ngôn xuất hiện, sự cường đại của hắn ta ép cho người cùng cùng thế hệ không ngẩng đầu lên được. Giờ đến cửa chắc chắn không phải để kết giao bằng hữu, không chừng là đến để đánh nhau. Lỡ như đánh nhau, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, giảng bắt hỏi Quảng Đại Ngưu. Quảng Đại Ngưu bó tay rồi, trên gương mặt mập mạp tràn đầy ngạc nhiên, đây là chỗ của ngươi, ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Giảng Bắc cũng im lặng, mặc dù là địa bàn giảng gia ta, nhưng ngươi thấy lời nói của ta ở đây có trọng lượng sao? Đơn giản, quảng đại ngưu chỉ về phía đình nghỉ mát, để hắn ra mặt không phải được rồi sao? Ngươi không phải muốn biết thực lực chân chính của hắn sao? Không chừng có cơ hội nhìn thấy đấy. Mắt giảng bắt sáng lên, trong lòng một lần nữa khẳng định. Người đồng đạo, quảng đại ngưu và hắn ta chắc chắn là người đồng đạo. Giảng Bắc cũng rất muốn biết thực lực thật sự của Lữ Thiếu Khanh. Cho nên đối với đề nghị này của Quản Đại Ngưu, Giảng Bắc không chút do dự trực tiếp chạy tới gọi Lữ Thiếu Khanh, "Đại ca, bên ngoài có người tìm kế ngôn công tử." Lữ Thiếu Khanh cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp trả lời một câu, "Bảo hắn cút." "A miêu a cẩu nào cũng có tư cách tới tìm sư huynh ta sao, bảo hắn về tự soi trong nước tiểu xem mình là ai đi." Quản Đại Ngưu và Giảng Bắc đều cạn lời rồi đây là mị càng ai dám bảo hắn ta cút chứ giảng bắc không kìm được nhắc nhở đại ca ngươi vẫn nên ra ngoài xem thử một chút đi người tới là mị càng mị càng lữ thiếu khanh cuối cùng đưa ánh mắt chuyển sang người giảng bắc chính là cái kẻ bị các ngươi thổi phồng là rất lợi hại kia sao giảng bắc liên tục gật đầu đúng chính là hắn thiên tài mị gia nhưng mà sau khi lữ thiếu khanh nghe xong lại thu hồi ánh mắt vẫn là câu nói kia bảo hắn ta cút đi Phục. Giản Bắc phun ra, nước bọt hóa thành một đạo cầu vồng trên không trung. Cho dù là cha hắn tới đây cũng không dám nói mấy lời như thế này, bảo mị càng cút, ai có mặt mũi lớn vậy chứ, quản đại ngưu bên cạnh nghĩ kế, được rồi, để hắn vào thẳng đây đi, ta không tin hắn mặc kệ. Thế nào, thế nào, tiêu y bên này nhảy chân sáo sang. Có vẻ như có việc hay, tiêu y lập tức như cái con mèo nhỏ ngửi được mùi cá tanh, theo mùi hương nhảy chân sáo tới mị càng tới muốn gặp đại sư huynh của ta tiêu y sau khi nghe xong lập tức khinh bỉ ai cho hắn cái gan này vậy khẩu khí thật là lớn không cứu nổi giảng bắt cùng quản đại ngưu hai người đỡ trán cạn lời học thói xấu tuổi còn nhỏ đã học thói xấu của tên kia tiểu cô nương ngọt ngào đáng yêu đã thành tiểu thái muội không cứu được nữa quản đại ngưu nói với giảng bắt sau này gặp cha nàng đề nghị cha nàng luyện một ác phụ đi giảng bắt rất tán thành chắc chắn rồi đây là chuyện nằm trong bổn phận của chúng ta mị càng tới cửa đây chính là đại sự mấy người tuyên vân tâm cũng bu đến tiêu y chạy tới hỏi lữ thiếu khanh nhị sư huynh mị càng tới muốn gặp đại sư huynh không phải đã bảo hắn cút đi rồi sao lữ thiếu khanh nhẹ nhàng trả lời một câu đại sư huynh của muội là ai a miêu a cậu muốn gặp là gặp ra ngoài nói cho hắn biết bảo hắn cút đi nếu hắn không cút thì sao tiêu y tiếp tục hỏi đi tìm đại sư huynh muội bảo huynh ấy bổ hắn một kiếm phiền chết đi được lữ thiếu khanh xê dịch thân thể một cái để mình nằm thoải mái dễ chịu hơn giảng bắt cũng không quay đầu lại vọt thẳng ra ngoài để ta đi gọi hắn vào mị càng bây giờ không phải là người đứng đầu thế hệ trẻ trung châu nữa nhưng cũng là người thứ hai hắn ta được toàn bộ mị gia ủng hộ chứ không giống ngao đức đến nơi này không cho người ta vào cửa mà trực tiếp hết người ta cút đến lúc đó mị gia đến gây khó dễ cũng rất phiền phức hơn nữa để mị càng cút đi thì giảng bắt hắn ta còn xem kịch thế nào nữa làm sao biết được thực lực của lữ thiếu khanh nhất định phải để hai người bọn hắn gặp mặt xem sẽ cọ sát ra lửa tình yêu hay lửa thù hận đây. Đi ra phía ngoài, Mỹ Càng cùng Mỹ Phi đứng ở bên ngoài, tuy là huynh muội nhưng Mỹ Phi đứng ở bên cạnh giống như một thị nữ, khí chất không thể so sánh được với Mỹ Càng, khí tức hai bên tản ra không cùng một cấp độ. Mỹ Càng đứng chắp tay, dáng người thẳng tắp, bạch y tung bay, mặc dù biểu cảm âm u đã trừ đi khá nhiều điểm nhưng vẫn có thể khiến ngàn vạn thiếu nữ mê đảo. Nếu như là trước đó, giảng bắc nhất định sẽ sợ hãi tháng phục hay cho một công tử văn nhã. Nhưng giảng bắc đã từng gặp kế ngôn, bây giờ thấy mị càng, dĩ nhiên không kìm được ngầm so sánh hai người một lượt. Vừa so sánh, kế ngôn tựa như công tử tiên nhân trên trời, phiêu dật xuất trần, mị càng thì ở dưới đất, là công tử giữa phàm nhân. Mặc dù đều là công tử nhưng về mặt khí chất lại khác nhau như ngày với đêm, không thể so sánh. Bởi như vậy, giảng bắc bỗng nhiên tăng thêm vài phần tự tin, cơ thể bất giác ưỡn thẳng hơn. Càng công tử, sao rảnh rỗi vậy, giảng bắt mỉm cười, chắp tay một cái. Kế ngôn đâu? Bảo hắn ra đây, mị càng không muốn nói chuyện mà là mị phi mở miệng, khí thế dân cao, rất cuồng vọng. Mặc dù mị càng và bọn giảng bắt là người cùng thế hệ, nhưng hắn ta là dạng người cao ngạo, không có bằng hữu thật sự, hắn ta cũng khinh thường kết giao với những người bạn này. Những người yếu hơn hắn ta, hắn ta không để trong mắt trong lòng giảng bắc khinh bỉ ngông cùng cái gì làm màu cái gì kế ngôn công tử tốt hơn ngươi nhiều kế ngôn mặc dù nói ít bình thường cũng mang theo một cổ khí tức người sống chớ gần nhưng tuyệt đối không cao ngạo khinh thường xem thường người khác như mị càng trong lòng giảng bắc thầm nói quả nhiên không cách nào so sánh được với kế ngôn công tử ngươi kém quá xa hắn ta không tức giận mà cười nhàn nhạt kế ngôn công tử ở bên trong Hai vị đi vào đi. Để cho các ngươi vào, xem xem sau khi các ngươi gặp đại ca ta thì sẽ xảy ra chuyện gì. Mỹ phi sững sờ, sau đó nổi giận, làm giá quá nhỉ. Hắn là cái thá gì? Ca ta là ai, giảng bắt ngươi còn chưa biết rõ sao, thế mà không ra khỏi cửa nghênh đón, quả nhiên là đồ nhà quê đến từ châu khác, không có chút lễ phép gì cả. Kế ngôn công tử là hóa thần một câu của giảng bắt trong nháy mắt khiến Mỹ Phi không còn lời nào để nói. Dù thân phận Mỹ càng cao mấy, thế lực sau lưng lớn đến mấy giờ hắn ta cũng chỉ là Nguyên Anh Kỳ. Giảng bắt quay người đi vào, muốn gặp kế ngôn công tử, vào đi. Mỹ càng trầm mặt một lát, một bước cuối cùng phóng ra, tiến vào bên trong. Mỹ Phi cùng theo vào, phát hiện nơi này có không ít người. Đặc biệt sau khi nàng ta nhìn thấy Tuyên Vân Tâm cũng ở đây, trong lòng nhất thời càng thêm khó chịu. Hừ, nhiều người như vậy tụ ở chỗ này, là đến nịnh bở kế ngôn sao, bị phi khó chịu mở miệng. Cho dù là Tuyên Vân Tâm hay Mạnh Tiêu, Phương Hiểu, đều là những người đến từ châu khác, trong mắt nàng ta đều là đồ nhà quê. Giọng nói của Tiêu Y lập tức truyền tới, ta còn tưởng rằng là ai phách lối như vậy, hóa ra là lão bà ngươi à, giọng nói đáng ghét, lời nói đáng ghét. Mỹ Phi vừa nghe thấy âm thanh này nộ khí trong lòng lập tức xuất hiện. Cảnh cáo ngươi, đây là bằng hữu của ta, cũng là bằng hữu của sư huynh ta, ngươi khách khí với các nàng một chút. Bằng hữu? Mỹ Phi khinh thường, khinh miệt nói, một đám những kẻ yếu ôm lấy nhau để sưởi ấm mà thôi. Kẻ yếu? Tiêu Y cười, chỉ vào mấy người Tuyên Vân Tâm, ngươi có thể tùy tiện tìm một người xem ngươi có thể đánh được ai không? Hơn nữa, mỗi người chúng ta đều trẻ tuổi hơn ngươi. Ngươi thân là trưởng giả, có thể có chút phong độ trưởng giả được không? Trưởng giả, Mỹ Phi tức giận đến mức hai con mắt đều sắp lồi ra ngoài. Đây chẳng phải đang nói nàng ta già sao, quả nhiên là đồ nhà quê không biết lễ phép. Mỹ Phi sắp giận điên lên, trống giận, xú nha đầu đáng chết, ta phải giết ngươi. Đến đi, bại tướng dưới tay ta mà cũng dám mạnh miệng, đối với loại bại tướng dưới tay như Mỹ Phi, tiêu y tuyệt đối không sợ, ngược lại vô cùng có lòng tin, tràn đầy tự tin lần này ta phải xé cái miệng thúi của ngươi ra bàn về cãi nhau tiêu y chẳng sợ ai cả đi theo nhị sư huynh lăn lộn lâu như vậy thực lực chẳng ra sao cả miệng pháo nhất định phải tu luyện tới nơi tới chốn miệng thúi mị phi điên thật rồi rốt cuộc là ai miệng thúi bản thân ngươi không rõ sao đáng chết mị phi không kìm được trực tiếp xuất thủ linh lực phun trào Tiếp theo một đạo phong nhận hội tụ thành nhanh chóng đánh về phía tiêu y, hận không thể chém tiêu y thành hai đoạn. Tiêu y nhẹ nhàng vung tay lên, một cổ linh lực vô hình vung ra. Tiêu y hiện tại là nguyên anh sơ kỳ, cảnh giới tầng 3, so với Mỹ Phi vẫn như trước đây thì mạnh hơn. Cho nên chỉ là vừa đối mặt, Mỹ Phi bị ép cho lún cúng tay chân, thép lên liên tục, vô cùng chật vật. Trong lòng nàng ta vừa sợ vừa giận, nàng ta không thể nào ngờ được, chỉ trong 3-4 tháng thực lực tiêu y tăng tiến nhanh như vậy khiến nàng ta không cách nào ngăn cản hừ bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng tựa như hàng phong phá tới giúp mị phi đỡ được phản kích của tiêu y tiêu y cảm nhận được uy hiếp lớn lao đầu tiên là cảnh giác sau đó thì thấy không vui nàng trào phúng mị phi vẫn thế đánh không lại liền nhờ kẻ già hơn ra tay có tin ta đánh cho hắn gãy cả răng chó không giảng bắt cùng quảng đại ngư liếc nhau đều nhìn thấy tia bội phục trong mắt đối phương. Thậm chí là cúng bái. Ở Trung Châu này vẫn chưa có người nào dám nói mị càng như vậy. Quả nhiên là đi theo tên kia học thói xấu. Mị Phi không tức giận, nàng ta cười lạnh một tiếng, xuống nha đầu, ngươi tự cầu phúc đi, đợi chút nữa ngươi muốn khóc cũng không kịp. Dám nắc tội đại ca ta. Đợi lát nữa tuyệt đối sẽ đánh chết ngươi. Mị càng sắp xuất thủ rồi, Mị Phi trong lòng tràn đầy chờ mong tuy nhiên mị càng không tiếp tục động thủ với tiêu y hắn ta chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua tiêu y hừ một tiếng kế ngôn đâu bảo hắn ra đây ta không muốn khi dễ loại tiểu nha đầu như ngươi đối mặt mị càng tiêu y không có chút sợ hãi cũng hừ một tiếng khẩu khí thật là lớn những kẻ như ngươi ta gặp nhiều rồi ta khuyên ngươi biết điều thì mau chóng rời đi nếu không chờ sư huynh ta tới đối mặt mị càng tiêu y không có chút sợ hãi cũng hừ một tiếng, khẩu khí thật là lớn, trả lại lời này cho mỹ phi. Khốn kiếp, trang nhà mỹ phi thầm nghiến chặt, đây là khiêu khích trắng trợn với nàng ta. Tiêu Y không sợ mỹ càng, cho dù thanh danh mỹ càng hiển hách ở Trung Châu này, ép cho người cùng thế hệ không ngẩng đầu lên được, khiến cho rất nhiều người nghe đến đã biến sắc, nhưng đối với Tiêu Y mà nói, rất ngầu gì đó, đệ nhất nhân gì đó đều là giả. Nàng vừa tới Trung Châu, cái tên mỹ càng cũng vừa nghe nói. Cho dù trước đó có bao nhiêu lời đồng đi nữa, được tất cả mọi người xưng tụng là thiên tài tuyệt thế đi nữa, trong mắt nàng cũng chỉ có thế. Trong suy nghĩ của tiêu y, thiên tài thật sự chỉ có hai người, những người khác đều là hạng người ba hoa chích chòe. Người khác sợ mị càng, tiêu y không sợ. Nàng ra ngoài vân lệnh lữ thiếu khanh, nói với mị càng, nhị sư huynh ta bảo ngươi cút đi. Sau khi mị càng nghe xong, ánh mắt sắc bén, tăng thêm vài phần hung ác, tản mát ra một cổ khí tức càng khiến người ta sợ hãi. Hắn ta lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng có chút thực lực như vậy là có thể cuồng vọng. Thiên hạ này rộng lớn hơn so với ngươi tưởng tượng rất nhiều. Mấy người Tiêu Y đều là kẻ ngoại lai, bị càng không để bọn họ vào mắt. Mục tiêu hắn ta tới đây cũng chỉ có một, hắn ta muốn gặp Kế Ngôn, chạm mặt cũng tốt, luận bàn cũng được, hắn ta chỉ muốn tìm thời cơ đột phá của mình trên người Kế Ngôn những người khác trong mắt hắn đều là hạng người bình thường hắn ta đều chẳng muốn để ý tới cái đầu nhỏ của tiêu y gật liên tục mấy lần bày tỏ mị càng nói không sai lời này ta vô cùng đồng ý đừng có một chút thực lực như vậy đã tự ngạo cuồng vọng phách lối cũng đừng vì những lời tân bốc lấy lòng của người khác mà cho rằng mình thật sự là đệ nhất thiên hạ bày ra dáng vẻ hung hăng vênh váo thật tình không biết ở trong mắt người khác chỉ là một tên hề thôi sau khi nói xong còn lắc đầu ra vẻ trưởng thành dùng giọng điệu giáo huấn tiếp tục nói với mị càng làm người ấy à cũng không thể nói những lời trong ngoài bất nhất quá vãi những người vây xem đều không có gì để nói âm dương như vậy cũng là do nhị sư huynh ngươi dạy ngươi à quả nhiên là bị dạy hư mất rồi mị càng đến nơi này vốn không muốn để ý đến những người khác những người khác vẫn chưa đáng để hắn ta đặt vào mắt nhưng tiêu y nói xong những lời này trong lòng hắn ta cũng từ từ bốc lên một ngọn lửa vô danh lời của tiêu y quá chọc giận người tâm cảnh bình tĩnh của hắn ta liền lập tức bị rối loạn trong lòng cũng không kìm được bốc lửa miệng lưỡi bén nhọn bảo sư huynh ngươi cút ra đây mị càng cố nén lửa giận nhưng đã có chút thất thố bảo hắn ra đây nếu không nếu không thì sao tiêu y tuyệt đối không sợ hãi chẳng lẽ ngươi định dùng vũ lực mị càng hừ lạnh một tiếng hắn không ra, ta chỉ có thể dùng thủ đoạn của ta để ép hắn ra. Tiêu y vui vẻ, thật to gan, cũng dám đến gây chuyện à, nói đùa, nhị sư huynh ta ở đây, ngươi dám đến gây chuyện, không biết viết chữ chết à, mị càng cũng lười nhiều lời, hai ngón khép lại, chỉ tiêu y từ phía xa, thu thập xuống nha đầu ngươi, ta không tin hắn không ra. Thu thập trẻ con, không sợ người lớn không ra. Mắt thấy mị càng có ý xuất thủ, tiêu y chẳng những không sợ, ngược lại còn rút trường kiếm của mình ra, đối chọi gay gắt. Chả lẽ lại sợ ngươi? Người khác sợ mị càng, tiêu y cũng không sợ. Nàng đi theo hai vị sư huynh sông sáo trên hàng tinh, đừng nói nguyên anh kỳ, hóa thần cũng gặp không ít đâu. Loại tồn tại hóa thần hậu kỳ như tương quỳ, tế thần mà còn không chiếm được tiện nghi của sư huynh nàng đấy. Ngay cả tế thần ngầu lòi kia còn bị nhị sư huynh nàng giết chết hiện tại chỉ một tu sĩ nguyên anh kỳ tầng chính nho nhỏ mà cũng dám kêu gào trước mặt nàng nàng từng nhìn núi cao và biển cả những gò núi nhỏ và hồ nước đã không lọc được vào phát nhãn của nàng nữa rồi tiêu y chẳng những không sợ thậm chí còn muốn nếm thử thủ đoạn của hắn ta vừa hay người khác đều nói ngươi là người đứng đầu trung châu để ta xem thử trình độ của ngươi lớn chừng nào đương nhiên trong lòng tiêu y cũng có suy nghĩ riêng của mình nhị sư huynh bảo ta ra ta không đánh với hắn ta đợi lát nữa cũng bảo ta đánh với hắn ta thôi chẳng bằng chủ động một chút còn có thể khiến nhị sư huynh cao hứng dù sao ở chỗ này cũng không sợ bị đánh chết phản ứng của tiêu y khiến dù sao ở chỗ này cũng không sợ bị đánh chết mấy nữ nhân như tuyên vân tâm còn đỡ một chút nhưng giảng bắc và quản đại ngư thì đã ôm đầu cảm thấy khó có thể tin được nha đầu này điên rồi sao không biết đối phương là ai chăng sau khi mị càng sửng sốt một lát, sắc mặt của hắn ta càng thêm âm trầm, lửa giận đã đè nén không được nữa. Tại Trung Châu, tên của hắn ta ai không biết, ai không hiểu, người khác nhìn thấy hắn ta chỉ có kinh sợ, tôn trọng hoặc sợ hãi. Vậy mà hôm nay ở chỗ này, một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa chẳng những không sợ hắn ta, ngược lại còn có ý định giáo huấn hắn ta. Điều này khiến Mỹ càng lần đầu tiên gặp loại đãi ngộ này cảm thấy mình bị xâm phạm một cảm giác sỉ nhục sinh ra như nhiên liệu khiến ngọn lửa giận của hắn ta càng tăng lên. xuống nha đầu, ngươi muốn chết. Mị càng nhịn không được, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay không giáo huấn ngươi một trận, gương mặt này của ta không còn chỗ để đặt nữa. Hai ngón tay khép lại như một thanh trường kiếm, vung lên với tiêu y, một cổ kiếm ý từ trong cơ thể hắn ta bộc phát, mãnh liệt tuôn ra. Khí tức cường hãn bộc phát, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, vết rách không ngừng kéo dài bốn phía. Kiếm ý hóa thành một thanh thần kiếm, chém xuống người tiêu y, kiếm quang bốn phía, phong mang bức người. Lan thủy kiếm trong tay tiêu y sáng lên, lam quang yếu ớt, một cổ kiếm ý nhu hòa xuất hiện lăng không bay lên đón lấy kiếm ý của mị càng. Rầm. Hai cổ kiếm ý va chạm, tiêu y kêu một tiếng, cả người bay rớt ra ngoài. Mỹ phi nhìn tiêu y bay ngược đi, không kìm được hưng phấn quát lên. Ha ha chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh với đại ca ta. Ngươi xứng sao? Mỹ Phi chỉ cảm thấy mình giống như đang yêu, tế bào toàn thân đang nhảy cẩn lên hoang hô. Quá tốt rồi, ca ca mình cuối cùng cũng giúp mình trút giận. Nhưng mà Mỹ càng chợt quát to một tiếng, ngậm miệng. Mỹ Phi bị giật nảy mình, lúc còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, tiêu y từ đằng đứng lên, mặc dù khí tức không tốt lắm, sắc mặt trắng bệch, nhưng nàng không bị tổn thương quá lớn nàng đã chặn được một kích của mị càng. Mị phi trừng to mắt, đầy rẫy sự khó tin. Đây chính là ca của nàng ta, Nguyên Anh Hậu Kỳ, cảnh giới tầng chín mặc dù một kích ban nảy cũng chưa dùng toàn lực nhưng cũng không phải một Nguyên Anh Sơ Kỳ nho nhỏ có thể ngăn cản được. Đáng lẽ nàng không bị đánh gần chết thì cũng phải nôn chút máu thể hiện lòng kính trọng chứ, nhưng mà, hô hấp của tiêu y chỉ dồn dập thêm một chút, sắc mặt tái nhợt một chút, trên người không có vết thương, cũng không thổ huyết. Đùa à, xú nha đầu ngươi có thể mạnh như vậy sao, trong lòng mị Phi rất khó chịu, đau khổ như bị người ta đá vậy. Mấy người giảng bắt cũng kinh ngạc. Mặc dù biết tiêu y rất lợi hại, nhưng cũng không nghĩ là không hợp lẽ thường đến thế chứ, tiêu y đứng lên, đứng tại chỗ không nhúc nhích, phí rất nhiều công sức mới khiến huyết khí đang lăn lộn trong cơ thể lắng lại. Trong lòng nàng âm thầm kêu khổ. Móa, chủ quan rồi tên này có vẻ như thật sự hơi ngoài dự liệu. Mặc dù nàng đỡ được một kích của mị càng, nếu không phải toàn lực áp chế, vừa rồi chắc chắn phải thổ huyết. Giờ nhìn nàng bên ngoài không có bất kỳ vết thương gì nhưng trên thực tế thể lực đã đến cực hạn. Thêm một chiêu nữa, nàng không cản được. Nhưng, muốn nàng cúi đầu chịu thua, nàng tuyệt đối không làm được. Nàng dám chịu thua, nhị sư huynh là người đầu tiên tiêu diệt nàng. Nàng hít hai hơi thật sâu, để cho cơ thể của mình dễ chịu một chút rồi chậm rãi đi tới, hừ, cũng có chút năng lực đấy, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Mị càng nhìn qua tiêu y ánh mắt mang theo kinh nghi bất định, sâu trong con mắt ẩn chưa vài phần kiên kỵ. Kiếm ý của ngươi, ai dạy? Cuối cùng mị càng vẫn không kìm được mở miệng hỏi một câu. Hắn ta phát hiện kiếm ý của tiêu y không hề kém hơn hắn ta, thậm chí còn tinh thuần hơn vài phần, cường hãn hơn vài phần hắn ta có thể đánh bay tiêu y toàn bộ nhờ cảnh giới thực lực của mình nếu chỉ đơn thuần so đấu kiếm ý hắn ta không có lòng tin thắng nổi tiêu y cái này rất không hợp thói thường hắn ta xuất thân thế gia đệ nhất trung châu từ nhỏ đã nhận dạy bảo tốt nhất hưởng thụ tài nguyên tốt nhất trong tộc có vô số tâm đắc tổ tiên lưu lại cộng thêm sự cố gắng và thiên phú của bản thân hắn ta hắn ta đi đến được bước này trước nay hắn ta tự nhận thiên phú kiếm đạo của mình là mạnh nhất kiếm ý cũng là mạnh nhất. Mà ở nơi này, gặp một nha đầu tuổi chỉ khoảng một phần ba số tuổi của hắn ta nhưng có kiếm ý mạnh hơn hắn ta. Tu luyện lâu như vậy, thế mà còn không bằng một nha đầu, trong lòng mị càng cảm thấy hơi sụp đổ. Tựa như một người hao hết toàn lực, cố gắng leo lên một tòa núi cao, vốn nghĩ tầm mắt bao quát non sông, nhìn xuống thiên hạ, kết quả phát hiện phía trước còn có một ngọn núi cao hơn. Tâm tính rất dễ dàng sụp đổ ai dạy tiêu y biểu môi thứ này mà còn cần ai dạy sao đương nhiên lời này chắc chắn là đang làm màu không có lữ thiếu khanh dạy bảo tiêu y lĩnh ngộ không được kiếm ý cũng không đi đến được bước này lời này chủ yếu để chọc giận người ta quả nhiên lời này của tiêu y khiến tâm thái của mị càng hơi sụp đổ xem ra kiếm ý của ngươi cũng không phải rất lợi hại nhắc đến kiếm ý tiêu y cũng cảm nhận được kiếm ý của mị càng cũng chỉ thế chẳng hơn nàng được bao nhiêu chỉ có thế mà cũng dám xưng đệ nhất kiếm tu trung châu không sợ cười chết người ta à ngay cả một nửa của hai vị sư huynh ta cũng không được mà dám tự xưng đứng đầu quả nhiên thiên tài trung châu gì đó toàn là thổi phòng nào có khiêm tốn như hai vị sư huynh ta mị phi nhịn không được gầm thét một tiếng ngươi đừng phách lối Ngươi cho rằng may mắn ngăn được một kích của ca ca ta là ngươi thắng rồi sao? Tiêu y hừ một tiếng, Lan Thủy kiếm trong tay xung ra lần hai, chỉ vào mị càng nói, nếu cùng cảnh giới thì ta có thể đánh gãy hết răng cho của hắn rồi. Giảng Bắc vô cùng cạn lời, xem ra hắn ta đã hiểu vì sao oán hận của quảng đại ngưu đối với Lữ Thiếu Khanh lại lớn như vậy. Đánh không lại, mắng không thắng, nghĩ thôi cũng thấy ấm ức rồi. Tiêu y rõ ràng là đi theo học Lữ Thiếu Khanh, há miệng thôi cũng có thể chọc người ta tức gần chết mị càng dù giận nhưng không như mị phi khuôn mặt vặn vẹo hắn ta lạnh lùng nói một kích vừa của ta có thể ngăn cản cũng coi như có chút năng lực một lần nữa ngươi ngăn cản không nổi bảo kế ngôn ra nếu không sau này ngươi sẽ hối hận đấy mị càng có lòng tin tuyệt đối vào thực lực của mình ánh mắt sắc bén cũng nhìn ra được trạng thái của tiêu y hiện tại tiêu y đã chọc giận hắn ta động thủ thêm lần nữa hắn ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình đến lúc đó tiêu y không chết cũng bị thương chả lẽ lại sợ ngươi tiêu y cũng biết mình không thể nào chống đỡ được mị càng nhưng trên khí thế cũng không thể nhận thua nàng tiếp tục quơ lan thủy kiếm làm ra tư thái phòng ngự sức của ngươi cũng ngang ngửa ta thôi trên mặt mị càng hiện lên một tia sát ý mắng sức hắn ta giống nữ nhân nếu ngươi muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi lúc này tuyên vân tâm lại đột nhiên đứng ra bảo hộ tiêu y ở sau lưng càng công tử ngươi muốn xuất thủ để ta lãnh giáo thủ đoạn của ngươi một chút ngươi mị càng khinh thường chút năng lực ấy của ngươi chẳng khác nào tự sát mặc dù tuyên vân tâm là mỹ nhân tuyệt sắc nhưng trong mắt loại người như mị càng sắc đẹp không có bất kỳ tác dụng gì cho dù là thiên tiên tuyệt sắc cũng khó khiến lòng hắn ta sinh ra gợn sóng đối với hắn ta mà nói nâng cao thực lực bản thân mới là quan trọng nhất sắc đẹp nữ nhân dẹp sang một bên. Không tránh ra thì các ngươi cùng chết. Mỹ Phi cũng mở miệng, thừa cơ trào phúng, tuyên vân tâm, đừng tưởng rằng ngươi là người đứng tốt, ba phong hoa bản là có thể không kiên nể gì cả. Nói cho ngươi biết, trước mặt đại ca ta ngươi chẳng phải là cái quái gì cả. Tiêu y lập tức giúp tuyên vân tâm phản đòn, vậy còn ngươi? Ngươi ngay cả vân tâm tỷ tỷ cũng chẳng bằng, cho dù là thực lực hay dung mạo. À, đúng rồi, có một thứ, vân tâm tỷ tỷ không thể so được với ngươi. Trong lòng Mỹ Phi bên này không kìm được sinh ra mấy phần chờ mong, mình lại có điểm nào hơn được tuyên vân tâm sao, nếu không phải còn có vài phần thận trọng thì nàng ta đã mở miệng ra hỏi là gì rồi. Tuy nhiên tiêu y cũng không để cho nàng ta hiếu kỳ quá lâu, sau khi tiêu y gợi lên lòng hiếu kỳ của mọi người liền nói với Mỹ Phi, vân tâm tỷ tỷ tuổi tác không bằng ngươi, ngươi già hơn vân tâm tỷ tỷ gấp đôi có thừa. Mỹ phi điên rồi, hét trầm lên, a, à, ca ca, giết nàng, giết các nàng. Mị càng lạnh lùng giơ tay lên, Tiêu Y hô to, Triệu hoán cứu binh, nhị sư huynh, có người muốn khi dễ vân tâm tỷ tỷ. Tiêu Y vừa mới nói xong, giọng Lữ Thiếu Khanh đã truyền đến, phiền chết đi được, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được sao? Lữ Thiếu Khanh chậm rãi ung dung từ bên trong đi tới. Chân mày Mị càng nhíu lại, nhị sư huynh ta muốn gặp là kế ngôn chứ không phải nhị sư huynh cứt chó gì đó. Nhìn dáng vẻ, cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Mị càng nhìn Lữ Thiếu Khanh chậm rãi ung dung, dáng vẻ lười biếng trong lòng liền phát cáo một cách khó hiểu. Có dạng sư muội như thế này, chắc chắn sư huynh cũng không khá hơn chút nào. Vừa nhìn đã biết không phải thứ gì tốt. Lập tức, ngón tay mị càng đổi hướng, một cổ kiếm ý cùng bạo đánh về phía Lữ Thiếu Khanh. Chính là cái này, chính là như vậy. Giảng bắt kích động. Đây không phải cảnh tượng mà hắn ta muốn sao, ra tay với Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh đánh trả, song phương ra tay đánh nhau, bức Lữ Thiếu Khanh sử dụng thực lực thật sự. Cùng kích động còn có Quảng Đại Ngưu. Quảng Đại Ngưu lệ nóng doanh trồng, chỉ cần biết được thực lực thật sự của Lữ Thiếu Khanh hắn ta có thể tìm người thu thập tên này. Quá đáng ghét. Vừa thấy mặt đã đánh ta, coi ta là đống cát à, nếu như thực lực ngươi không được, đừng trách ta đi tìm người tới thu thập ngươi. Không đơn thuần là giảng bắt cùng quảng đại ngưu, ngay cả nhóm tuyên vân tâm cũng ném sang ánh mắt chú ý, các nàng đều rất hiếu kỳ rốt cuộc lữ thiếu khanh có cảnh giới gì. Nhưng đối mặt với một kích của mị càng, lữ thiếu khanh thần sắc không thay đổi, chỉ nhẹ nhàng bước sang bên cạnh một bước, cơ thể như gió thổi qua, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng giảng nam. Bảo hộ ta. Ba chữ vang lên, truyền vào trong tay tất cả mọi người phục giảng bắc và quảng đại ngư phun nước bọt vô sĩ mặt của mấy người tuyên vân tâm cũng sạm lại đã lâu không gặp vẫn vô sĩ như trước giảng nam cũng cạn lời nàng ta cũng rất muốn tránh đi nhưng không có cách nào cả nàng ta chỉ có thể xuất thủ nàng ta cũng là nguyên anh kỳ cảnh giới tầng chính không yếu hơn mị càng bao nhiêu nên ngăn cản lại rất nhẹ nhàng trầm một cơn gió lớn thổi qua, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Mị càng mặt không thay đổi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cũng bị chấn động đến trạng lời. Tưởng rằng sư huynh và sư muội không khác gì nhau, không ngờ sư huynh còn vô sĩ hơn sư muội, quả nhiên là sư huynh. Làm gì vậy, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào mị càng hô to, một dáng vẻ tiểu nhân chỉ khí dương cao, đến giảng gia gây sự, chán sống sao. Không biết nơi này là giảng gia đệ nhất thiên hạ sao giảng bắc đã không biết dùng biểu cảm gì để đối mặt với lữ thiếu khanh hắn ta liền dứt khoát chọn vẻ mặt vô cảm nói với lữ thiếu khanh đại ca ngươi có thể ngậm miệng không có thể đừng rước thù oán cho giảng gia ta không thiên hạ đệ nhất ta cũng muốn lắm nhưng nói vậy dễ bị người ta đánh đấy ngươi là chủ nhân nơi này hắn tới cửa gây chuyện ngươi không thể hiện chút gì à lữ thiếu khanh ngạc nhiên nhìn qua giảng bắc tự hồ khó có thể tin không phải chỉ là mị càng thôi sao? Ngươi sợ hắn làm gì? Tới cửa gây chuyện, động thủ đánh lại là được, ngươi đánh không lại, không phải còn có muội ngươi sao? Chỉ một nguyên anh kỳ tầng chính, sợ quái gì? Lời này khiến giảng bắt suýt nửa căng nát đầu lưỡi của mình. Ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo đúng không? Đại ca, ngươi có thể đừng đứng sau lưng muội muội ta nói chuyện được không? Mị càng hừ lạnh một tiếng, kế ngôn đâu? bảo hắn ra đây lữ thiếu khanh nhìn hắn ta hỏi một câu ngươi tới tìm huynh ấy muốn làm cái gì muốn khiêu chiến huynh ấy sao mị càng không phủ nhận mà thản nhiên nói bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng đối mặt với lữ thiếu khanh ta muốn xem thử rốt cuộc hắn lợi hại chừng nào thăm dò cũng tốt thỉnh giáo cũng được hắn ta chỉ muốn tìm thời cơ có thể giúp hắn ta đột phá trên người kế ngôn thôi lữ thiếu khanh như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua mị càng hỏi ngươi bây giờ có phải đang cảm thấy mình không thể nào đột phá không nếu vậy ta có thể giúp ngươi nha trong lòng mị càng giật thót hắn ta cảm thấy mình giống như bị lữ thiếu khanh nhìn thấu suy nghĩ trong lòng vậy loại cảm giác này khiến hắn ta cảm thấy mình như đang trần truồng rất không thoải mái cũng rất phản cảm hắn ta hừ lạnh một tiếng ngươi lữ thiếu khanh gật đầu tựa như tiểu hỏa kế của cửa hàng phát hiện khách tới cửa nở nụ cười vô cùng thân mật Đúng vậy, 100 triệu linh thạch ta có thể giúp tiến vào cảnh giới hóa thần, già trẻ không gạt. 100 triệu, bị càng mặc dù không có hứng thú với linh thạch, nhưng con số này vẫn làm cho hắn ta chấn kinh. Đồng thời hắn ta không kìm được cười lạnh, hóa ra chỉ là một kẻ tham tiền. Ánh mắt của hắn ta càng thêm kinh thị, buồn cười. Đột phá hóa thần ngươi cho rằng là cái gì, ăn cơm uống nước sao, tên ngây thơ, cho rằng mị càng ta dễ bị gạt à, không đùa đâu ta thật sự có thể giúp ngươi đột phá hóa thần. Cái giá này không đắt, ngươi xem, giảng nam cũng vậy đấy. Giảng nam là kẻ ngu, ta không phải. Hoa ngôn thấp kém, ta không rảnh ở đây nói nhảm với ngươi. Bảo kế ngôn ra đây. Lữ thiếu khanh cao mày, tên này, chẳng lẽ cũng là quỷ nghèo sao, má, quỷ nghèo thì cũng thôi đi, tới cửa còn dám phách lối như vậy, đã không kiếm được linh thạch, vậy không cần thiết khách khí với hắn ta, lữ thiếu khanh không chút khách khí mắng lên nói ngươi là cái quái gì ngươi bảo sư huynh ta ra thì phải ra à cũng không tự soi vào nước tiểu xem mình trông như thế nào lớn vậy rồi có bao nhiêu cân lượng trong lòng người còn không tự rõ sao đệ nhất thiên tài trung châu gì đó ta thấy đệ nhất xuẩn tài thì còn may ra nghèo thì nghèo đi làm màu cái gì quả nhiên càng nghèo càng thích làm màu còn có áo trắng không thích hợp với ngươi cởi ra cho ta. Lữ thiếu khanh đột nhiên chỉ vào mị càng mắng to, mị càng sửng sốt. Đám người cũng sửng sốt. Quảng đại ngưu nói với giảng bắc, nhìn đi, tên này tuổi chó à, nói trở mặt là trở mặt, còn nhanh hơn nữ nhân nữa. Giảng bắc rất tán thành, hoàn toàn chính xác, mới vừa rồi còn xoa xoa tay, cười tủm tỉm, vô cùng hiền lành hữu hảo, trong nháy mắt đã đổi sắc mặt, trở nên hung ác vô cùng vẻ mặt biến hóa nhanh chóng làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Mị càng lớn như vậy chưa từng bị người ta mắng bao giờ, một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần. Hắn ta nhìn hầm hầm lữ thiếu khanh, ngươi dám nhục nhã ta. Ai nhục nhã ngươi? Ăn ngay nói thật cũng không cho sao, lữ thiếu khanh càng thêm rất khinh bỉ, yếu ớt mẫn cảm như vậy, chẳng lẽ đầu thai nhầm rồi. Ngươi cố ý nhầm à? Nếu đã vậy, chi bằng cắt đi nhóm tuyên vân tâm đang nghe truyện trên tv audio cv không kìm được đỏ mặt âm thầm biểu môi một cái đúng là một tên khốn kiếp đối mặt với lữ thiếu khanh miệng lưỡi không ai bị được tuy nhiên mị càng không phải dạng người miệng lưỡi vừa kinh hãi vừa giận hắn ta giơ tay lên muốn ra tay với lữ thiếu khanh đối mặt với tên đáng ghét này biện pháp xả giận tốt nhất là trực tiếp đánh chết lữ thiếu khanh lập tức đứng ở sau lưng giảng nam bảo hộ ta bị càng nhìn giảng nam đứng trước mặt lữ thiếu khanh cũng cảm thấy có chút khó khăn. Thực lực giảng nam không kém hắn ta bao nhiêu, thực sự đánh nhau mị càng có lòng tin đánh thắng. Nhưng không đánh vài trăm đến ngàn hiệp thì không thể nào phân được thắng bại. Hơn nữa, đây cũng không phải là bản ý của hắn ta. Mục tiêu hắn ta đến đây chỉ có kế ngôn, cho dù muốn đánh nhau, cũng phải đánh nhau với kế ngôn. Những người khác, hắn ta không để vào mắt, cho dù là giảng nam cùng cảnh giới trong lòng hắn ta cũng chẳng thèm ngó tới chỉ cần hắn ta đột phá hóa thần hắn ta và giảng nam sẽ là người ở hai thế giới khác biệt hắn ta lạnh lùng nhìn giảng nam giảng nam ngươi muốn đối địch với ta sao lữ thiếu khanh sau lưng giảng nam kêu gào chả lẽ lại sợ ngươi đừng tưởng rằng chỉ có giảng nam ngươi ngầu giảng gia cũng ngầu lắm được không hả nơi này là địa bàn giảng gia không tới phi ngươi tới đây gây sự Giảng Bắc ở bên cạnh xoa huyệt thái dương của mình, nói với Quảng Đại Ngưu, ngươi trông chừng ta, có đôi lúc ta thật sự muốn đánh chết hắn. Quảng Đại Ngưu vô cùng đồng ý, ta cũng muốn đi, ngươi đi đi, ta toàn lực ủng hộ ngươi. Đối mặt với Mỹ Càng, trong lòng Giảng Nam bình tĩnh bất ngờ, nhàn nhạt trả lời một câu, ta nghe hắn. Không cách nào khác, mình đã thề, cho dù phải khóc cũng phải thực hiện. Mỹ Phi không kìm được trào phúng, Giảng Nam, ngươi tốt xấu gì cũng là một người mạnh nhất của thế hệ trẻ giảng gia thực lực của ngươi và ca ca ta tương đương là thiên kiêu chi tử trung châu ngươi ở đây cam nguyện để người ta sai sử như thị nữ ngươi có thấy mất mặt không nếu như là trước đó giảng nam chắc chắn sẽ khó chịu nhưng bây giờ tâm cảnh của nàng ta vô cùng bình tĩnh lạnh nhạt trong khoảng thời gian đi theo lữ thiếu khanh tâm cảnh của nàng ta đã xảy ra biến hóa rất lớn rất nhiều chuyện cũng đã nghĩ thoáng hơn nhiều đặc biệt là bị bắt không ngủ không nghĩ viết tâm đắc vài ngày, lúc viết tâm đắc nàng ta cũng nghĩ thông rất nhiều chuyện, tâm cảnh cũng càng thêm bình tĩnh. Rất nhiều chuyện nàng ta đã có thể nhìn với ánh mắt lạnh nhạt. Hiện tại những lời châm chọc của Mỹ Phi chẳng những không thể khiến cho nàng ta tức giận, ngược lại còn khiến nàng ta cảm thấy hành vi của Mỹ Phi quá ấu trĩ. Lữ Thiếu Khanh nói không sai, có một số việc căn bản không cần để ý cái nhìn của người khác, chỉ cần mình làm tốt, không thẹn với lương tâm là được rồi. Đối mặt với lời châm chọc của Mỹ Phi, Giảng Nam cũng không thèm quan tâm, nàng ta vẫn câu nói cũ với Mỹ Càng, muốn động thủ với hắn, vượt qua ải ta trước. Mỹ Càng cũng không hiểu, Giảng Nam dù sao cũng có thân phận gần giống hắn ta sao lại cam tâm nghe lời tên đáng ghét này, lời đồn bên ngoài không phải là thật đấy chứ, hắn ta lạnh lùng nói, tự cam đọa lạc, giảng gia các ngươi trở thành con rối của người khác rồi sao giảng bắc không mở miệng không được phải làm sáng tỏ một chút muội muội ta theo chân hắn học vài thứ thôi theo một ý nghĩa nào đó mà nói hắn là lão sư của muội muội ta giảng nam khó chịu cắt ngang giảng bắc nói những chuyện này làm gì hắn không phải lão sư ta chúng ta trả linh thạch trả linh thạch bị càng đầu tiên sững sờ sau đó không kìm được cười ha ha tên ngây thơ đừng nói với ta hắn đang giúp ngươi đột phá hóa thần nhé người giảng gia từ khi nào trở nên ngu muội như vậy lữ thiếu khanh mở miệng đúng bọn họ cũng giống ngươi đều nghèo nhưng ít ra có ánh mắt hơn ngươi cho nên ngươi yên tâm đi nam cô nương sẽ đột phá sớm hơn ngươi đến lúc đó ngươi chỉ có thể nhìn mà hâm mộ ngây thơ nụ cười của mị càng càng tươi hơn cũng càng thêm khinh bỉ chỉ bằng ngươi nếu lữ thiếu khanh là lão nhân râu tóc hoa râm có lẽ mị càng còn tin tưởng nhưng Lữ Thiếu Khanh tuổi tác còn chưa tới 30 tuổi, vẫn chưa bằng một nửa số tuổi của hắn ta, cũng nhỏ hơn giảng nam hai ba mươi tuổi. So sánh tuổi tác, Lữ Thiếu Khanh chỉ là một đứa trẻ. Tin vào một đứa trẻ, cùng hắn làm loạn chẳng phải ngây thơ thì là gì, người tuổi tác này thì có kiến thức gì. Chẳng phải đang tập viết chữ to sao, Lữ Thiếu Khanh từ sau lưng giảng nam bước ra, dường như rất tức giận, người không tin ngươi không tin soái ca ta có thể giúp nàng đột phá hóa thần trong lòng mị càng càng đầy khinh thường lười nhiều lời ha ha hai tiếng qua loa được thế này đi ta và ngươi đánh cược lữ thiếu khanh chỉ vào mị càng phẫn nộ hô hào ngươi có dám không đánh cược mị càng càng khinh thường đây chẳng phải dáng vẻ trẻ con nói dối bị vạch trần thẹn quá hóa giận sao hắn ta vốn không để tâm hắn ta cũng chẳng phải trẻ con không có thời gian chơi với trẻ con. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại nói thêm một câu, ngươi thắng, ta bảo sư huynh ta đến gặp ngươi, còn có thể cùng ngươi luận bàn, bồi luyện. Lời này trúng vào tâm can mị càng, khiến hắn ta khó mà cự tuyệt. Mục đích hắn ta đến tìm kế ngôn không phải cái này sao? Nếu có thể bằng lòng bồi luyện với hắn ta, nguy hiểm của hắn ta sẽ ít đi rất nhiều. Cho nên, hắn ta trầm ngâm hai hô hấp liền hỏi, đánh cược cái gì? ta có thể khiến nàng đột phá hóa thần trong vòng một tháng bắt đầu từ bây giờ trở đi thời gian một tháng đám người kinh hãi không thể tin vào những gì mình nghe thấy giảng nam không kìm được cúi đầu nhìn hai tay mình một chút mình có năng lực có thể tiến vào hóa thần trong một tháng mặc dù nàng ta mơ hồ cảm nhận được ngưỡng cửa nhưng là ngưỡng cửa trong sương mù không thể dễ dàng tìm được để vượt qua như vậy có người tìm cả đời tìm mấy ngàn năm cũng không thấy thời gian một tháng nàng ta có thể làm được sao sao nàng ta lại không biết mình lợi hại như vậy một tháng mị càng cảm thấy đây là trò đùa lớn nhất mình nghe được ngày hôm nay ngươi nghĩ mọi người đều ngớ ngẩn à trong một tháng có thể đột phá hóa thần nếu một tháng là có thể nàng ta còn tìm ngươi để giúp đỡ sao trong lòng mị càng vui mừng lập tức đồng ý tới đi ta đợi xem ngươi thành trò cười đừng vội ta thua ta bảo đại sư huynh ta bồi luyện với ngươi cho đến khi ngươi đột phá hóa thần. Lữ Thiếu Khanh nói ra đặt cược, ta thắng, yêu cầu của ta không lớn, ngươi đưa ta 100 triệu viên linh thạch là được rồi. Quảng đại ngư châm chọc, nói với giảng bắc, nhìn đi, tên khốn đó trong đầu toàn là linh thạch. Giảng bắc vô cùng đồng ý, đúng vậy. Hắn ta hiểu rất rõ chuyện này, một tiếng đại ca của hắn ta cũng có giá trị 100 triệu đấy. Khác với những người khác, một trăm triệu viên linh thạch tuy nhiều nhưng với mị càng mà nói, hắn ta không quan tâm. Hắn ta lập tức đồng ý, được. Thề đi, Lữ Thiếu Khanh cười khì khì, ngươi và ta đều phải đem đạo tâm ra thề. Đem đạo tâm ra thề, mị càng chần chờ. Giảng bắt bên kia quát lên, rốt cuộc hắn thích thề đến mức nào vậy? Động một chút lại muốn thề, cam đoan đều không tin. Hơn nữa con mẹ nó còn thích lấy đạo tâm ra thề quản đại ngư thở dài rất thích thích không thể tả tên khốn kiếp hắn không sợ chết mị càng chần chờ mị phi hô to ngươi điên rồi sao không điên lữ thiếu khanh thề rất gọn gàng linh hoạt nhìn qua mị càng ta gan lớn ngươi thì sao không phải ngươi sợ rồi chứ đúng là mị càng đang chần chờ đạo tâm đây không phải thứ đồ để đem ra chơi chỉ cần có chút vấn đề cả đời này coi như bị phế nhưng Lữ Thiếu Khanh Lữ Thiếu Khanh không chút do dự, gọn gàng thề, để Mỹ Càng không thể không làm theo. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng hắn ta không sợ hãi. Sau khi thấy Mỹ Càng thề xong, Lữ Thiếu Khanh cười càng thêm vui vẻ, lập tức gắn mắt người tốt, người tốt. Mỹ Càng thề xong, lạnh lùng nói, một tháng sau, ta lại đến, đến lúc đó bảo sư huynh ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Một tháng thôi mà, hắn ta về ngồi một lúc sẽ qua thôi đến lúc đó hắn ta lại tới nơi này để kế ngôn bồi luyện hắn hắn ta tin rất nhanh sẽ có thể đột phá ha ha càng công tử đại giá quan lâm cũng không nói một tiếng bỗng nhiên một âm thanh hùng hậu vang lên sau đó một người trung niên xuất hiện phụ thân giảng bắc kinh ngạc cha của mình thế mà cũng tới muốn làm gì giảng văn tài xuất hiện khách khí chắp tay một cái với mị càng ông ta thân là gia chủ không nên xen vào chuyện của thế hệ trẻ. Nhưng, ông ta nghe thấy Mỹ càng tới đây thì không kìm được lo lắng. Nếu như nơi này chỉ có con trai và con gái ông ta thôi thì không vấn đề gì cả, tất cả mọi người là tiểu bối, cho dù có xung đột với nhau thì cũng không cần lo lắng. Nhưng, nơi này không đơn giản chỉ có con trai con gái ông ta mà còn có kế ngôn. Lần trước xung đột với nhau Gia ba trưởng lão tới vẫn thiệt thòi rút đi lần này mị càng tới cửa lỡ như nhắm vào kế ngôn, làm lớn chuyện, bị kế ngôn không cẩn thận đánh chết thì giảng gia sẽ không tránh khỏi trách nhiệm, sau này sẽ thành tử địch với mị gia. Đây không phải kết cục ông ta muốn nhìn thấy. Huống chi, nhi tử nữ nhi cũng ở nơi đây, cho nên, ông ta vẫn đích thân đến một chuyến. Không đến, cảm thấy không yên lòng được. Mị càng nhìn giảng văn tài, cười khẩy, giảng gia, ha ha trong lòng hắn ta thấy giảng nam coi như phế rồi đi theo một đứa trẻ như lữ thiếu khanh tin tưởng hắn không nghi ngờ tưởng rằng theo hắn là có thể đột phá hóa thần cách làm ngây thơ như vậy đúng là làm trò cười cho thiên hạ nếu nói trước kia mị càng còn có chút kiên kỵ đối với giảng nam coi giảng nam là một trong số ít người có thể cạnh tranh với mình thì giờ hắn ta không còn lo lắng vấn đề này nữa người đứng đầu thế hệ trẻ trung châu vẫn là hắn ta giảng nam đã bị phế rồi. Giản Nam bị phế cũng tương đương giản gia bị phế. Giản Văn Tài sửng sốt một chút, đây là có ý gì, ta chào hỏi ngươi, ngươi cười ta ha ha, ha ha em gái ngươi, không biết nói chuyện à, nếu là nhi tử của ta, ta không đánh cho một trận không được. Giản Văn Tài tới đây cũng không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết đánh cược giữa Lữ Thiếu Khanh và Mị Càng. Ông ta ném cho nhi tử mình ánh mắt thăm dò, không phải xảy ra chuyện gì lớn đấy chứ, trông thấy Nhi tự lắc đầu, trong lòng giảng văn tài nhẹ nhàng thở phào, chỉ cần hai bên không xảy ra xung đột quá lớn thì tốt rồi. Mà cùng lúc đó, giảng nam nhìn thấy phụ thân của mình tới, nét mặt của nàng ta có chút không quá tự tại. Từ sau khi gặp giảng văn tài lần trước, đã một thời gian rất dài giảng nam không gặp giảng văn tài. Giờ nàng ta đi theo lữ thiếu khanh như nữ đồng, nghe lời lữ thiếu khanh làm không ít việc nên trong lòng ít nhiều có chút mất tự nhiên nàng ta chỉ sợ sau khi giảng văn tài biết sẽ càng thêm thất vọng đối với nàng ta đột nhiên lữ thiếu khanh đến gần hai bước nói khẽ với nàng ta nào đi mắng cha ngươi đi cái gì giảng nam sửng sốt một chút khắp gương mặt tuyệt sắc là vẻ ngạc nhiên khó tin nhìn lữ thiếu khanh nàng ta hoài nghi mình nghe lầm ngươi nói cái gì nàng ta xác nhận một lần nữa giọng lữ thiếu khanh không lớn cũng chỉ để mình giảng nam nghe rõ giờ đi mắng cha ngươi đi sau khi giảng nam xác nhận mình không nghe nhầm liền liếc lữ thiếu khanh một cái tên này chắc chắn chưa tỉnh ngủ loại yêu cầu này mà hắn cũng dám đưa ra giảng nam chỉ coi như không nghe thấy yêu cầu vô lý quá đáng như vậy thật quá đáng lữ thiếu khanh tiếp tục cười nói đừng quên ngươi đã thề đi 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 mắng ông ấy một trận đi trọng nam khinh nữ không mắng ông ấy thì mắng ai nếu ngươi không biết mắng người lát ta truyền âm dạy ngươi mắng như thế nào còn muốn dạy ta mắng phụ thân ta tên đáng ghét này Giảng nam hừ một tiếng a à, nằm mơ lữ thiếu khanh bắt nàng ta đi phóng hỏa giết người đều được nhưng muốn nàng ta đi làm loại chuyện đại nghịch bất đạo mắng phụ thân này đánh chết nàng ta cũng sẽ không làm nàng ta lạnh lùng nhìn chầm chầm lữ thiếu khanh trong đôi mắt sáng lộ ra tia kiên quyết cho dù vi phạm lời thề ta cũng sẽ không nghe ngươi mặc dù giảng văn tài biểu hiện trọng nam khinh nữ nhưng không có nghĩa giảng nam bất mãn với giảng văn tài cũng có bắt ngươi làm gì đâu đi mắng ông ấy vài câu mắng cho ông ấy tỉnh lại nếu không cho dù ngươi trở thành hóa thần thì cũng chưa chắc đã khiến ông ta hài lòng ngược lại sẽ càng thêm thất vọng bởi vì ca của ngươi càng kém hơn ngươi không mắng ông ta làm sao thay đổi được tư tưởng này của ông ta Ngươi muốn cả đời đều bị ông ta không coi trọng sao? Mắng ông ta, làm ông ta tỉnh lại, cho ông ta biết ngươi cũng là nữ nhi của ông ta, không thể kém hơn so với ca ngươi, ngươi cũng có thể đại diện giảng gia ngươi đi về phía Vinh Quang. Ngươi không thử nghĩ cho mình, cũng không nghĩ cho ca ca ngươi sao? Ngươi càng lợi hại, sự thất vọng của ông ấy đối với ca ca ngươi càng lớn, thất vọng với hai người các ngươi càng lớn. Đương nhiên, ta cũng không bắt buộc ngươi đi mắng tự ngươi suy nghĩ kỹ càng đi có làm hay không tùy ngươi sau khi nói xong lữ thiếu khanh tự nhiên đi ra để tự giảng nam suy nghĩ thật kỹ lữ thiếu khanh thản nhiên đi đến bên cạnh giảng bắc nhìn sang giảng văn tài hỏi một câu sao vậy cha ngươi cũng vội vàng tới nịnh nọt hắn à đại ca ngươi có thể đừng nói nhảm không cả ngày bôi xấu thanh danh giảng gia ta giảng bắt trừng lữ thiếu khanh một cái nói đùa đó là cha hắn ta cũng là cao thủ hóa thần, sao phải tới nịnh nọt mị càng chứ, mị càng có giỏi mấy cũng là tiểu bối, không xứng để cha hắn ta nịnh nọt. Ngươi xem, không phải rất giống sao, Lữ Thiếu Khanh chỉ giảng văn tài cách đó không xa, giảng văn tài đang khách sáo với mị càng. Mị càng sụ mặt không đáp lại, nhìn đúng là có vài phần cảm giác dán mặt nóng vào mông lạnh. Móa, giảng bắt không dám nói tiếp, nếu để cho phụ thân hắn ta biết, không chừng đến lúc đó lại muốn quất hắn ta hắn ta tranh thủ nói sang chuyện khác đại ca ngươi thật sự có thể giúp muội ta đột phá hóa thần trong một tháng à từ khi ước định tới giờ chẳng qua chỉ mới hai ba tháng còn cách thời gian một năm khá dài có thể chỉ cần nàng nghe theo lời ta quản đại ngư bỗng nhiên chen vào nhắc nhở nếu không đột phá nổi vụ cá cược của ngươi coi như thua rồi tiêu y cấp tốc lại gần nhị sư huynh huynh có nắm chắc không mấy người tuyên vân tâm cũng ném sang ánh mắt tò mò một tháng đột phá hóa thần loại lời này cũng chỉ có lữ thiếu khanh mới dám nói người bình thường ai sẽ nói loại lời này nói một năm đột phá hóa thần đã đủ không hợp thói thường hiện tại lại dám nói một tháng người bình thường có ai mà không lấy đơn vị bằng năm chứ mười 10 năm trăm năm mới là thời gian của người bình thường giảng bắt lẩm bẩm đại ca ngươi chắc chắn là điên rồi ngươi có nắm chắc không mẹ nó ta lúc đó cũng điên rồi bị người hù dọa để tiểu muội ta đi theo ngươi kết quả hiện tại thành thị nữ đối mặt đám người lữ thiếu khanh biểu hiện bình tĩnh nhẹ nhõm xem thường chưa tới phút cuối cùng ai dám nói mình có thể thắng chứ ngươi không sợ thua thua thì thua thôi dù sao thua thì bảo đại sư huynh đến bồi luyện hắn cũng được lữ thiếu khanh quét mắt nhìn đám người một cái không vui giáo huấn đám người không phải là các ngươi đang lo lắng ta sẽ nuốt lời đấy chứ. Nói đùa, con người ta thành thật thủ tính nhất đấy. Giảng bắt cùng quảng đại ngưu không hẹn mà cùng suyệt, ngươi thành thật thủ tín. Chúng ta là người đầu tiên không tin. Bắc huynh, ngươi cách tên mập chết bầm này xa một chút, đừng bị hắn làm hư. Giảng bắt nói ra lời trong lòng, đại ca, ta muốn cách ngươi xa một chút. Miệng mạnh tiêu phòng lên, nói với Lữ Thiếu Khanh, ngươi có thể đừng đem đạo tâm ra làm trò đùa được không lữ thiếu khanh xem thường bình tĩnh một chút mặc dù đem đạo tâm ra thề nhưng hắn cũng không phải đồ ngu mấy trốc chơi chữ này không biết chơi sao dám làm như vậy trong số mọi người ở đây cũng chỉ có tiêu y tin tưởng lữ thiếu khanh nhị sư huynh nam tỷ tỷ viết tâm đắc gần xong rồi à nếu không phải vậy tiêu y tinh chắc chắn nhị sư huynh sẽ không đánh cược với mị càng gần xong rồi thiếu một chút nữa. Giảng bắt lại suyệt đi lên, ta không tin, tâm đắc gì đấy, ta không tin viết chữ có thể đột phá. Sắc mặt tuyên vân tâm và phương hiểu hơi khó chịu, các nàng đã được chứng kiến tiêu y đột phá như thế nào rồi. Nhưng chiêu này đặt trên người giảng nam hữu dụng không, tiêu y hiếu kỳ hỏi, thiếu bao nhiêu. Lữ thiếu khanh nhìn thoáng qua giảng nam, trên mặt lộ ra mỉm cười, nhanh lắm, chỉ cần làm xong một bước cuối cùng, còn thiếu không nhiều lắm cách đó không xa giảng nam đã từng bước từng bước đi về phía giảng văn tài. Một bước cuối cùng, giảng bắc nghi ngờ, nhìn qua giảng nam chậm rãi đi về phía phụ thân, trên mặt giảng nam lộ biểu cảm phức tạp. Giảng bắc rất là kỳ quái, hỏi Lữ Thiếu Khanh, một bước cuối cùng là cái gì? Mắng cha ngươi, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm cốc đầu tiêu y một cái, truyền âm dạy nàng ấy mắng cha nàng ấy như thế nào một chút, trọng nam kinh nữ, nên mắng. Giống như muội mắng cha muội vậy mắt tiêu y sáng lên, hưng phấn trong cơ thể như quả bom nổ tung, hưng phấn đến mức tóc muốn dựng đứng. Nàng thích. Phục. Giảng bắt phun ra. Đám người cũng phun ra. Đây là thao tác gì, giảng bắt lấy lại tinh thần, kinh hoảng muốn ngăn cản nhưng quảng đại ngưu đã sớm ra tay, đừng kích động, nhìn kỹ hẳn nói. Quảng đại ngưu như bạch tuộc, tứ chi quấn trên người giảng bắt, trừ phi giảng bắt bộc phát, nếu không hắn ta không thể tránh thoát được. Móa, tên mập, ngươi đáng ghét. Xem trước đi rồi hẳn nói. Quảng đại ngưu cười rất đê tiện. Tại thời khắc này, hắn phối hợp rất ăn ý với Lữ Thiếu Khanh. Giảng Nam đi tới bên phía Giảng Văn Tài. Nhìn thấy nữ nhi tới, Giảng Văn Tài hỏi, sao vậy? Còn Mỹ Phi ở bên cạnh thì cười lạnh, nói với Giảng Văn Tài, Giảng gia chủ, ông có nữ nhi tốt, lại đi làm thị nữ cho người ta. Làm thị nữ, giảng văn tài nổi lên nghi ngờ ánh mắt nhìn thẳng nữ nhi mặc dù là quan tâm nhưng ý tứ trong câu chữ vẻ mặt nghiêm túc vẫn khiến trong lòng giảng nam một lần nữa hiểu lầm quả nhiên phụ thân vẫn ghét bỏ ta thân là nữ nhi lúc này giảng nam còn chút do dự đã hạ quyết tâm mắng thôi phát tiết hết tất cả ủy khuất của mình ra ngoài nhiều năm nay mình cố gắng như vậy phụ thân vẫn chưa thỏa mãn vẫn ghét bỏ ta thân là nữ nhi nhưng, cái này, mắng sao đây, giảng nam không biết mắng chữ người như thế nào, càng không biết mắng phụ thân mình như thế nào. Lúc này, giọng tiêu y truyền vào trong tai nàng ta. Phụ thân, có phải người cận thị không? Cận thị, giảng văn tài. Giảng văn tài không hiểu ra làm sao, không đợi ông ta mở miệng. Giảng nam tiếp tục, con nỗ lực nhiều như vậy, ưu tú như vậy mà người không hề nhìn vào trong mắt sao? Người còn tiếc nuối cái gì? cũng vì con không phải thân nam nhi sao con muốn hỏi thân nữ nhi thì có gì không tốt phóng mắt khắp trung châu cùng thế hệ có mấy ai là đối thủ của con chứ ngay cả mị càng của mị gia trước mặt cũng không phải là đối thủ của con con có thể tắt một cái chết hắn ta cả ngày người đánh đại ca con có làm được gì không không cần làm phiền đại ca con có con ở đây giảng gia vẫn có thể huy hoàng hơn nữa còn sẽ càng thêm huy hoàng sau này tuyệt đối còn mạnh hơn cha bao lớn rồi sao còn ấu ấu trĩ như vậy trọng nam khinh nữ thế gian đã không còn chơi trò chơi này nữa cha già già rồi nên hồ đồ ngoan cố học người ta trọng nam khinh nữ ấu trĩ đến buồn cười nếu người không phải cha con con đã ra tay đánh người từ sớm rồi lớn như vậy rồi mà còn ấu trĩ đến thế giảng văn tài ngây dại cảm giác mình như bị sét đánh thiên lôi cuồn cuộn từng câu từng chữ của giảng nam như tia chớp bổ lên đầu ông ta khiến đầu ông ta bị bổ nát như tương rồi đây là nữ nhi của mình sao là nữ nhi cứ đứng trước mặt mình là sợ hãi sao có phải đã bị người ta đoạt xá ký sinh rồi không giảng bắt che mắt hét thảm lên xong đời không phải phụ thân sẽ tức đến thổ huyết đấy chứ sớm biết như vậy trước đây có đánh chết ta ta cũng không cho muội muội đi theo tên này gặp tai họa rồi những người khác cũng đều ngây dại không ngờ giảng nam thật sự đi mắng giảng văn tài mặc dù không biết mắng người nhưng tiêu y biết nàng vừa cười đến đỏ bừng cả khuôn mặt vừa không ngừng truyền âm cho giảng nam ngay từ đầu giảng nam còn có chút không mở miệng được nhưng mắng cũng đã mắng rồi trong lòng nàng ta càng lúc càng ấm ức mình cố gắng như vậy chăm chỉ tu luyện là muốn nhận được một sự khẳng định từ phụ thân nhưng mấy chục năm qua rồi một chút cũng chẳng có càng mắng giảng nam càng ấm ức mắng càng thuận miệng. Tiêu y bên kia truyền đến nàng ta đọc theo, một mạch phun ra, phát tiết ấm ức trong lòng mình. Thân là phụ thân người không hề đạt chút tiêu chuẩn nào, cả ngày chỉ biết đi uống hoa tử. Uống hoa tử, đám người ghé mắt. Giảng văn tài lúc này mới kịp phản ứng lại, cái này nhất định phải giải thích, ta không có. Nói đùa, người mấy trăm tuổi còn đi uống hoa tử, cái mặt mo này còn có thể cần nữa sao, tiêu y vội vàng le lưỡi, Ai nha, ngại quá, là ta nói sai. Ta còn tưởng rằng mắng cha ta. Giảng bắt bụng mặt quỳ, lần này thật sự xong đời rồi. Muội muội vậy mà lại chạy tới mắng phụ thân, loại hành động này đặt ở Trung Châu cũng là tồn tại bùng nổ độc nhất vô nhị. Đại ca, ngươi hại chết chúng ta rồi. Muội muội mắng phụ thân, ta cũng khẳng định trốn không thoát, đến lúc đó chắc chắn lại phải bị đánh một trận. Muội ơi, Ngươi hồ đồ à, sao ngươi lại bị tên này mê hoặc chứ, ngươi mắng ta cũng được, chạy đi mắng phụ thân, đến lúc đó ngươi chỉ sẽ khiến phụ thân càng thêm thất vọng thôi. Sớm biết, vừa rồi nghe theo lời đại ca nói, bảo mị càng cút đi là được rồi. Biết vậy chẳng làm, biết vậy chẳng làm a, à, có vấn đề gì không? Lữ Thiếu Khanh nói với giảng Bắc, bình tĩnh chút, không phải chuyện gì xấu. Không phải chuyện xấu, giảng Bắc hận không thể kéo lỗ tai Lữ Thiếu Khanh gào thét thế này còn bảo là không phải chuyện xấu. Ngươi biết rõ phụ thân ta như thế nào mà ngươi còn bảo muội ta đi mắng phụ thân ta, ngươi nghĩ gì vậy? Đến lúc đó phụ thân ta tức giận, ngươi tốt nhất giúp ta dỗ ngọt ông ấy, nếu không ta với ngươi không xong đâu. Gấp cái gì, Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ, quát lớn, bình tĩnh một chút, chuyện bao lớn chứ. Giảng bắt trợn trắng mắt, tức chết đi được chuyện bao lớn, đối với ngươi mà nói là chuyện bao lớn, với ta mà nói là trời sập chuyện lớn đấy ngươi không thấy mị càng vẫn ở đây sao hai huynh muội mị càng mị phi không ở đây tất thảy đều dễ nói nhưng mà mị càng mị phi ở chỗ này đến lúc đó không bao lâu sau chuyện nữ nhi giảng gia bất mãn phụ thân mắng phụ thân trước mặt mọi người chắc chắn sẽ bị truyền ra ngoài đến lúc đó phụ thân hắn ta sẽ không còn mặt mũi gặp ai nghĩ tới đây giảng bắt nhìn chầm chầm quảng đại ngưu mập, ngươi dám đưa tin chuyện ở đây ra ngoài ta giết chết ngươi. Quảng đại ngưu sờ lấy đầu, cười ha ha, yên tâm, yên tâm. Nhưng biểu lộ nhìn thế nào cũng giống như nghĩ một đằng nói một nẻo. Ta không đùa với ngươi đâu, giảng bắt nổi giận, ngươi dám, ta liền đánh chết ngươi. Quảng đại ngưu chỉ vào mị càng bên kia, mắt nhỏ để lộ ra tia giảo hoạt, ta cảm thấy ngươi còn không bằng đi đánh chết hai người bọn họ. Chắc chắn bọn họ sẽ nói. Cách đó không xa, Bị càng cùng mị phi hai người cũng bị màn trước mắt làm kinh hãi. Bọn hắn không thể nào ngờ giảng nam tựa như một cô gái ngoan ngoãn, vẫn luôn bình tĩnh khiêm tốn lại mắng phụ thân giảng văn tài của mình trước mặt hai người bọn hắn một trận. Mị phi kịp phản ứng lại suýt nữa cười ra tiếng. Nhìn thấy luân lý của giảng gia ở đây, đúng là vô cùng kích thích. Mị phi vốn ghen ghét giảng nam nên đang nghĩ dù thế nào thì cũng phải đồn chuyện bác quái này khắp Trung Châu trong lòng nàng ta âm thầm quyết định để cho đám nam nhân thối mắt bị mù các ngươi biết nữ thần trong suy nghĩ các ngươi rốt cuộc là như thế nào mị càng thoáng nhìn qua giảng nam sau khi giảng nam mắng giảng văn tài xong liền cúi đầu thân thể cứng ngắc giống một đứa trẻ làm chuyện sai trái hắn ta khẽ lắc đầu nếu để dạng người này vượt qua mình tuyệt đối là rất mất mặt hừ nhưng giống như ngươi muốn vượt qua ta nằm mơ đi trong lòng mị càng thầm nói sau đó hắn ta nhìn qua Lữ Thiếu Khanh cách đó không xa, cười lạnh, ngươi đừng nói với ta, đây cũng là cách của ngươi. Đúng vậy. Trẻ con vô tri. Trong lòng mị càng càng thêm kinh thường. Thậm chí có chút hối hận, sao mình lại đánh cược với loại người này, làm giảm cấp bậc của mình. Truyền ra ngoài cũng rất mất mặt. Sau một tháng, ta lại đến. Nghĩ tới đây, mị càng cũng không muốn ở lại đây thêm nữa. Ở cùng với những người này, đơn thuần chỉ lãng phí thời gian. Gấp cái gì, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên mở miệng, không bằng đợi thêm chút nữa. Chờ một chút, Mị Phi cười, cười như cành hoa rung rẩy ha ha, chẳng lẽ tiếp theo còn kịch hay gì nữa sao? Đừng nói là sau khi giảng nam mắng xong thì đến giảng bắt nhé. Móa, giảng bắt muốn mắng người. Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu, giảng văn tài bị nữ nhi mắng một trận trước mặt mọi người hơn nữa còn trần trụi mắng ông ta trọng nam khinh nữ nên trên mặt không kìm được ông ta cũng không phải là trọng nam khinh nữ nhưng nhi tử không có tiền đồ không bằng nữ nhi cho nên đôi khi ông ta thu thập nhi tử là muốn để nhi tử cố gắng một chút đối với nữ nhi ông ta yêu cầu không nhiều mà bởi như vậy ở bên ngoài biểu hiện lại giống như trọng nam khinh nữ dù sao giảng văn tài cũng là gia chủ gia tộc lớn thân phận đặt ở trung châu này cũng số một số hai bị mắng như vậy, trong lòng có oán khí, oán khí tự nhiên là rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Kế ngôn công tử thần võ như thế, vì sao lại có một sư đệ không đáng tin cậy như vậy? Sao hắn có thể mê hoặc con cái mình trở thành dạng như thế này, con gái ngoan ngoãn trước kia sao lại phản nghịch như vậy, ông ta lập tức quát to một tiếng, giảng bắt, tới đây. Giảng bắt không dám nói gì, ngoan ngoãn đi qua. Ngươi làm cái kiểu gì vậy? Ngươi là đại ca, ngay cả chuyện thuộc bổn phận của mình cũng làm không xong sao làm chuyện thuộc bổn phận của ca ca là phải chăm sóc tốt muội muội giờ muội muội bị người ta dạy hư ngươi làm ca ca khó mà chối tội phụ thân con giảng bắc có lòng chuyện thuộc bổn phận cũng dáng vẻ muốn ăn thịt mình của phụ thân trong lòng giảng bắc rất phiền muộn bị hố chết rồi ngươi mặc cho muội muội làm ẩu sao nói là để mặc cho giảng nam làm ẩu trên thực tế là âm thầm bất mãn lữ thiếu khanh đã biến nữ nhi ông ta thành ra thế này mị càng thấy thế không ngại chen một câu nói giảng gia chủ để loại người như vậy ở cùng với giảng nam chỉ hại nàng lời này của mị càng cũng là rắp tâm hại người chỉ cần giảng văn tài đưa giảng nam về rời xa lữ thiếu khanh đừng nói một tháng cho dù là một năm lữ thiếu khanh cũng không có cơ hội để giảng nam đột phá hắn ta nói ra lời này là muốn thêm một tầng bảo hiểm cho cuộc cá cược để hắn ta chắc chắn không thua. Mị phi trong lòng đắc ý cười ha ha nói với Lữ Thiếu Khanh, loại trẻ con chưa mọc lông như ngươi cũng dám đi làm thầy của người ta. Dạy hư học sinh. Lữ Thiếu Khanh đối lại một câu, bà cô già, đừng nói nữa. Trong số các nữ nhân ở đây ngươi lớn tuổi nhất, nhưng cũng mù chữ nhất đấy. Phục. Một câu lại chọc Mị phi tức giận đến thổ huyết. Khốn, khốn kiếp ta thấy ngươi sau một tháng nữa, ngươi, ngươi làm thế nào cũng không thể thắng được ca ca ta đâu, đến lúc đó ngươi chờ khóc đi. Khóc cái gì, ta thấy ca của ngươi sắp khóc rồi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào giảng nam nói, đến giờ còn chưa phát hiện ra sao. Ánh mắt của mọi người rơi trên người giảng nam, tất cả mọi người khẽ giật mình, lúc này ánh mắt giảng nam sáng ngời như thúc dục tinh quang, hào quang đoạt người giường nam không đơn giản ánh mắt sáng như tinh thần, đồng thời khí tức của nàng ta cũng trở nên vô cùng huyền diệu giống như muốn hòa thành một thể với trời đất giảng văn tài là người từng trải lập tức sửng sốt loại cảm giác này không thể nào giảng văn tài lập tức kích động trong số những người ở đây ngoài giảng văn tài còn có một người khác được chứng kiến đột phá của hóa thần tiêu y trừng to mắt nhìn qua giảng nam sau đó hưng phấn nam tỷ tỷ đột phá đây là câu khẳng định không phải câu nghi vấn không thể nào, giảng bắt ngây ngẩn cả người, những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người, hoài nghi mình nghe lầm. Phương Hiểu hỏi, y muội muội, đây là sự thật. Tiêu y cười đến nheo mắt lại, gật đầu khẳng định, đúng thế, đại sư huynh khi đó cũng như thế này, đây là dấu hiệu đột phá hóa thần. Ánh mắt mọi người nhìn Lữ Thiếu Khanh thay đổi. Nói một tháng, kết quả cùng ngày đã sắp đột phá. Có thể không hợp thói thường đến vậy sao, giảng bắt không tin, đây không phải chuyện người bình thường có thể tin được. Hắn ta nhìn về phía phụ thân mình, giảng văn tài gật đầu, cười lên, tiêu cô nương nói không sai, sắp rồi. Có khẳng định của giảng văn tài, tất cả mọi người kinh ngạc, ánh mắt nhìn qua lữ thiếu khanh vừa có chấn động thậm chí mang theo sợ hãi, tên này thật sự thần thánh vậy sao, giảng văn tài nhìn lữ thiếu khanh, trên mặt nở nụ cười nhưng trong nụ cười của ông ta trong mang theo vài phần xấu hổ. Đồng thời cũng cảm thấy vô cùng may mắn, may quá ban nãy không trực tiếp vạch mặt nếu không chắc chắn không xuống đài được cái này không không thể nào mị càng bên này tâm thái lại bắt đầu sụp đổ nói đùa gì vậy còn chưa tới một ngày mà sắp đột phá rồi đùa ta à ta đang nằm mơ sao vì sao nàng ta có thể đột phá mị phi cũng thét lên một tiếng chói ta đúng không thể nào nàng ta vừa dứt lời giảng nam bỗng nhiên xông lên trời tựa như tiên tử phi thăng đi lên bầu trời cao mấy ngàn thước. Linh khí chung quanh thân thể bắt đầu xoay tròn, thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều linh khí tụ đến, hóa thành một trận gió lốc cuốn tới, vây chặt quanh người nàng ta, xoay tròn rồi tiến vào cơ thể nàng ta. Khí tức trong người bắt đầu dần dần sôi trào lên. Quy áp cường đạo nhào tới trước mặt, trung chuyển trời đất, mọi người đứng ngoài quan sát sắc mặt đại biến, nhao nhao lui lại. Quy áp không ngừng khuếch tán, mười dặm, trăm dặm, ngàn dặm, trong thời gian ngắn ngủi, cả Nhữ Thành đều cảm nhận được cổ vi áp này. Trên bầu trời, mây đen bắt đầu hội tụ, lôi điện lấp lóe, bắt đầu ấp ủ sức mạnh làm cho người sợ hãi. Đây là cái gì? Có người sắp đột phá? Là ai? Thanh thế như thế này tuyệt đối là hóa thần, là ai sắp đột phá hóa thần rồi? Không phải là mị càng đấy chứ? Đáng sợ, rốt cuộc hắn ta sắp bước qua bước kia rồi à? không đúng, hướng này là hướng giảng gia, không phải giảng nam đấy chứ. Giảng nam còn kém một chút, vừa rồi ta nhận được tin, mị càng đến giảng gia. Thì ra là thế, quả nhiên vẫn là mị càng sao. Quả thật là đáng sợ. Mị đại nhìn động tĩnh hướng giảng gia, cười ha ha một tiếng, vương người đứng dậy, con ta đột phá. Tiếp đến hét lớn một tiếng, chúng nhân mị gia. Lúc ông ta vừa định dẫn người đi hộ pháp thì một đạo truyền tin phù bay vào. Cái gì? Mị đại. Sau khi xem xong ông ta không thể tin được, tiếp tục gầm hét lên, đáng chết, không thể nào, sao có thể là giảng nam, đáng ghét. Ngay từ đầu tất cả mọi người tưởng rằng mị càng sắp đột phá, nhưng sau đó tin tức truyền ra. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin. Là giảng nam. Giảng nam nàng cũng rất lợi hại, nhưng so với mị càng vẫn kém một chút, sao nàng lại? Thật không ngờ, giảng nam lại có thể đi trước mị càng một bước ha ha biểu lộ của mị càng chắc chắn sẽ đẹp lắm biểu lộ của mị càng đúng là rất đặc sắc hắn ta nhìn giảng nam trên bầu trời hai quyền nắm chặt trên mặt có nhiều biểu cảm phức tạp trộn lẫn nhau có khó tin hâm mộ ghen ghét thậm chí oán hận cho tới bây giờ hắn ta đều cho rằng mình là tồn tại mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi trung châu trong số người cùng thế hệ không ai có thể vượt qua được hắn ta hắn ta cũng tin tưởng vững chắc mình sẽ là người đầu tiên trong thế hệ trẻ tuổi bước vào hóa thần trở thành người chói mắt nhất kế ngôn xuất hiện đã khiến tâm cảnh của hắn ta bất ổn hắn ta không ngờ có người có thể mạnh hơn hắn ta nhiều như vậy còn trẻ tuổi như vậy đã trở thành hóa thần quá bất hợp lý cho nên hắn ta muốn tới đây để gặp kế ngôn một chút tới đây rồi hắn ta vẫn tràn ngập lòng tin vào bản thân cho rằng trong số những người cùng thế hệ ở trung châu hắn ta vẫn là người mạnh nhất. Hắn ta vẫn sẽ tiến vào hóa thần đầu tiên. Kết quả thì sao, giảng nam sắp đột phá trước mặt hắn ta. Sự đã kích này quá lớn. Mị càng nhìn giảng nam trên bầu trời, vô cùng hy vọng người ở vị trí kia là bản thân hắn ta. Nắm đấm mị càng siết chặt, thân thể rung nhẹ nhẹ, đó là không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn ta lại một lần nữa kém hơn người khác. Loại cảm giác này, loại tư vị này rất khó chịu mị phi tiến lên một bước đứng bên cạnh mị càng nghiêm túc nói với mị càng ca ca đừng nản chí nàng còn chưa chính thức bắt đầu đổ kiếp đâu chỉ có chính thức đổ kiếp rồi mới có thể xem như đột phá thành công lời của mị phi khiến trong lòng mị càng lập tức chấn động dấy lên hy vọng đúng không đổ kiếp thành công không tính đột phá thành công mị càng một lần nữa ngẩng đầu lên ánh mắt trở nên sáng ngời có thần trong lòng mang theo chờ đợi. Còn giảng bắt ở phái bên kia cũng vô cùng lo lắng. Kiếp hóa thần mặc dù vẫn chưa đến nhưng trên bầu trời mây đen dày đặc, tựa như tận thế hắc ám, dù cách thật xa vẫn có thể cảm nhận được áp bức to lớn bên trong. Đại ca, muội ta, có thể được không, muội ngươi được hay không ngươi đi hỏi muội ngươi. Ngươi hỏi ta làm gì? Lữ Thiếu Khanh đã tìm một chỗ ngồi xuống. Trước mắt, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính giảng nam. Độ kiếp, người khác không giúp được nàng ta, cũng không dám giúp nàng ta. Lữ Thiếu Khanh vô cùng bình tĩnh, nhưng giảng bắt đã gấp như kiến bò chảo nóng, vô cùng lo lắng. Đại ca, lỡ như thất bại thì sao? Phải, Lữ Thiếu Khanh chấn kinh, ngươi là Giang Tế A. Nói, thân phận thật sự của ngươi là gì? Có phải đệ đệ của Mỹ Càng không? Loại này suối quẩy ngươi cũng nói ra được. Chắc chắn ngươi là đệ đệ Mỹ Càng. Đúng, đúng loại lời này không nên nói. Giảng Bắc liên tục tác vào miệng mình, đồng ngôn vô kỵ. Giảng Nam có cốt truyện bình thường, chỉ riêng giai đoạn đầu đã tốn mất mấy ngày trời, chờ đến khi khí tức trong cơ thể nàng ta đạt tới đỉnh phong, bầu trời bỗng nhiên một tiếng oanh minh, một đạo thiểm điện to lớn đánh xuống. Độ kiếp, bắt đầu. Thiên lôi cuồn cuộn, khí thế hung hung, như ngân xà loạn vũ, gần như xé rách bầu trời. Tuy nhiên đây chỉ là mới bắt đầu, quy lực mặc dù lớn nhưng giảng nam đã sớm chuẩn bị thật lâu không cần mượn nhờ thứ khác giảng nam vung tay lên một đạo pháp thuật thi triển ra pháp thuật ngưng tụ huyển hóa trong hư không tản mát ra từng đạo hào quang giảng nam nương theo thực lực của mình ngăn được đạo thiên kiếp thứ nhất sau đó đạo thứ hai đạo thứ ba từng đạo thiên kiếp rơi xuống giảng nam nương tựa theo chuẩn bị của mình tuy lộ vẻ chật vật nhưng vẫn ngăn lại từng đạo Mãi cho đến đạo thứ bảy, giảng nam mặc dù đã bị thương, váy dài màu trắng bị máu tươi nhuộm đỏ nhưng tình trạng của nàng ta vẫn ổn, khí tức vẫn sắc bén, khinh thường kiếp vân trên trời. Thấy cảnh này, giảng bắt trong lòng vui mừng, cao hứng nói, xem ra, lần này giảng gia ta bứt phá vị trí đầu rồi. Nhìn đông đảo tộc nhân ở phía xa cảnh giác nhìn chung quanh, trong lòng hắn ta âm thầm nghĩ. Lần này muội muội đột phá, phụ thân hẳn là sẽ không tức giận chuyện muội muội mắng ông ấy nhỉ từng nếu tức giận chỉ có thể bảo đại ca ra dỗ ngọc thôi lữ thiếu khanh nhắc nhở hắn ta đừng nói lung tung tránh khiến một vài người không vui âm thanh cố ý truyền đến bên phía mị càng tay mị càng một lần nữa siết chặt lại phẫn nộ mãnh liệt tràn ngập trong nội tâm của hắn ta giảng nam hiện tại đã sắp đổ kiếp thành công mong đợi của hắn ta thất bại rồi mị phi lạnh lùng nói chớ đắc ý quá sớm, còn chưa kết thúc đâu. Giảng bắt hơi lắc đầu, trong lòng rất vui vẻ. Ghen ghét, đây chính là ghen ghét trần trụi. Quảng đại ngưu cũng không kìm được mở miệng, nàng nói không sai, vẫn nên khiêm tốn một chút. Không chừng gặp phải phiền phức gì đó, có lẽ uy lực lần cuối cùng sẽ càng mạnh hơn. Lữ thiếu khanh bỗng nhiên chỉ vào quảng đại ngưu, nói với quảng đại ngưu, đánh hắn, cái này miệng quạ đen, không đánh một trận hóa nó ngươi không chịu được đúng không giảng bắc cảm thấy không có vấn đề gì đại ca đại ngưu nói không sai chứ đúng là nên kiêm tốn một chút ta đang nói chuyện này sao miệng hắn là miệng quạ đen Quảng đại ngưu kêu oan khốn kiếp ta không có là ngươi đang nói hưu nói vượng giảng bắc lắc đầu biểu thị không tin cũng không có ý định nghe lời lữ thiếu khanh hừ ta và tên mật cùng một chiến tuyến không thể để ngươi ly gián được. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, bỗng nhiên giảng bắt phát hiện không hợp lý. ngẩng đầu nhìn trời, tại sao lâu như thế? Nửa canh giờ đã qua, trên bầu trời kiếp vân chậm rãi xoay quanh, trong tầng mây không ngừng hiện lên quang mang thiểm điện nhưng mãi vẫn không thấy đạo thiên kiếp thứ 8 rơi xuống. Kiếp vân xoay quanh, một mảnh đen kịt cảm giác áp bách kéo căng, tản mát ra áp lực lớn lao. Dường như trong tầng mây đang nổi lên thiên kiếp mạnh hơn đám người cũng cảm giác được không bình thường, cái thiên kiếp này thời gian chuẩn bị hơi dài. Đây là đang muốn tung ra đại chiêu sao, thời gian trước khi thi pháp hơi dài một chút. Giảng Nam mặc dù đang cố gắng ngồi xuống khôi phục, nhưng áp lực cường đại khiến nàng ta căn bản tập trung không được tinh thần. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, nói với Giảng Bắc, nhìn đi, đây chính là uy lực của miệng quả đen. Giảng Bắc nhìn chầm chầm quảng đại ngưu. Thịt mỡ trên mặt quảng đại ngưu liên tục trung lên, liên quan quái gì đến ta đây rõ ràng là thiên kiếp có vấn đề được không hả chắc chắn là thấy nam tiểu thư lợi hại như vậy nên thiên đạo không vừa mắt chuẩn bị cho nàng ta chết oan mà ta chỉ nói sự thật thôi lời nói thật cũng không cho sao ngươi còn nói giảng bắt nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp nhào tới ngươi câm miệng cho ta bất kể có phải miệng quạ đen thật hay không giờ bắt hắn ta ngậm miệng lại chắc chắn không sai vào thời khắc giảng bắt nhào về phía quảng đại ngưu trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn ầm ầm một tiếng sét trong tiếng nổ thật to đạo thiên kiếp thứ tám xuất hiện đạo thiên kiếp thứ tám khí thế hung hung trong tiếng ầm ầm tựa như thần long giáng lâm xé rách bầu trời nhà cửa trên mặt đất nhao nhao bị phá hủy trong tiếng nổ cho dù có trận pháp bảo hộ nhưng uy lực cường đại vẫn khiến nhữ thành chịu không ít tổn thất vô số phòng ốc trong tiếng nổ vang dân chúng nhao nhao tứ tán chạy trốn, các tu sĩ thần sắc hoảng sợ. Kiếp lôi tản ra hào quang sáng chói, thanh thế to lớn, đánh xuống đầu giảng nam. Giảng nam cảm nhận được uy hiếp trí mạng, toàn thân tóc gáy dựng đứng, khí tức tử vong bao phủ. Linh lung trưởng. Vân nhu ngự phong thuật. Tử vân tráo. Tỏa long bài. Giảng nam lập tức tung ra những công kích mình am hiểu, khởi xướng tiến công kiếp lôi đồng thời cũng vung ra vài kiện pháp khí bảo vệ chính mình. Nhưng để giảng nam có thể ngăn cản kiếp lôi trước mặt thì vẫn chưa đủ. Kiếp lôi ầm ầm đánh xuống va chạm với công kích của giảng nam. Ầm rầm ầm. Trong tiếng nổ thật to, thiên địa rúng động, va chạm sinh ra quang mang, chói lóa mắt, tựa như mặt trời bộc phát, tất cả mọi người ở Nhữ Thành nhắm mắt lại theo bản năng. Công kích của giảng nam tiêu tán trong kiếp lôi, pháp khí mạnh mẽ rung rẩy giữ vững được một chút sau đó răng rắc vỡ nát. Phục Không trung phun ra huyết vụ màu đỏ, cơ thể giảng nam như miếng vải rách bị ném từ trên cao xuống, cuối cùng tạo ra một đạo quỷ tích trên không trung, rơi xuống tại trên mặt đất. Tiểu, tiểu muội Giảng bắt cả kinh nhảy dựng lên, đồng thời còn không quên lưu lại một cước trên mông quảng đại ngưu. Tên khốn miệng quả đen Má, người mói khốn kiếp quản đại ngưu che lấy cái mông của mình đứng lên hắn ta rất muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của giảng bắc hắn ta vẫn tạm thời ngậm miệng lại giảng nam ngã xuống hơn nửa ngày cũng chưa đứng lên cũng làm cho mọi người trong lòng không kìm được lo lắng thất bại sao giọng mị phi âm vang lên thật sự cho rằng đột phá hóa thần đơn giản như vậy sao đám người nhìn lại mị phi chỉ khí cao dương mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn thế nào cũng giống như không kìm được vui vẻ. Lúc này Mỹ phi suýt nữa thì đốt pháo chúc mừng. Thất bại tốt, tốt nhất là thất bại. Hóa thần dễ đột phá như vậy sao? Nếu đơn giản như vậy đại ca ta đã sớm trở thành hóa thần. Hừ, đại ca ta nhất định là người đầu tiên bước vào cảnh giới hóa thần trong cùng thế hệ, những người khác đều phải bước theo sau. Lời của Mỹ Phi là sự thật, không đơn thuần là hóa thần, trên thực tế là thiên kiếp mỗi một cảnh giới đều không dễ dàng vượt qua như vậy. Giảng bắt nhìn hầm hầm mị phi, ngươi ngậm miệng, còn chưa tới thời khắc cuối cùng. Ha ha! Mị phi vừa muốn nói chút gì, mị càng bỗng nhiên nói, ngậm miệng. Xa xa giảng nam có động tĩnh, giảng nam chậm rãi bò dậy trong ánh mắt của mọi người. Tiểu muội Giảng bắt tràn đầy lo lắng hô một tiếng. Giảng nam thở hồng hộc không có chút phong phạm thuộc nữ, váy dài trắng trên người hơn phân nửa bị nhuộm thành màu đỏ, một nửa còn lại dính bụi đất, nhìn vô cùng chật vật. Giản Nam chịu đựng liên tiếp tám lượt thiên kiếp tấn công, mặc dù vẫn còn sống nhưng tình trạng của nàng ta rất tệ. Đạo lôi kiếp thứ tám mạnh hơn bảy đạo trước đó cộng lại, một kích này suýt bổ cho nàng ta mất mạng. Trong ngoài thân thể đều vẫn lưu lại kiếp lôi du tẩu, đang điên cùng công kích nàng ta, đau đớn mãnh liệt truyền khắp toàn thân nàng ta, giảng nam chỉ cảm thấy cả đời này chưa từng khó chịu như vậy giờ nàng ta đứng đấy cũng cảm thấy phí sức linh lực trong cơ thể đã không còn lại bao nhiêu người sáng suốt đều có thể nhìn ra nàng ta đã đến mức sơn cùng thủy tận rồi nhưng thiên kiếp vẫn còn một đạo cuối cùng kiếp vân đen nghiệp không có dấu hiệu tán đi ngược lại còn tản mát ra uy áp càng khủng bố hơn thiểm điện như du xà đang du tẩu bên trong phát ra tiếng sấm trầm thấp tựa như đang ấp ủ công kích cường đại hơn Giảng Bắc đi qua đi lại ngay tại chỗ, trước mắt, hắn ta đã không còn lòng tin vào muội muội mình. Chẳng lẽ phải kết thúc thật rồi sao, Giang Bắc không dám tưởng tượng hậu quả nếu Giảng Nam thất bại. Nhưng hắn ta chỉ có thể đứng ở đây lo lắng suông, không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể dừng lại được không hả, ngươi lòng vòng làm ta ván hết cả đầu rồi. Giọng Lữ Thiếu Khanh truyền tới, Giảng Bắc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh mặt mũi đầy bình tĩnh mắt lập tức sáng lên, giống người chết đuối nhìn thấy cứu tinh vậy hắn ta vội vàng nhào tới muôn ôm lấy đùi lữ thiếu khanh đại ca giúp đỡ mau tranh thủ nghĩ cách giúp đỡ đi vội cái gì lữ thiếu khanh một cước đá văng hắn ta đây không phải vẫn chưa kết thúc sao bình tĩnh một chút tuổi tác bao lớn chứ có thể trưởng thành một chút không vãi đợi kết thúc thì sẽ kết thúc thật luôn đấy đại ca đừng đùa nữa ta biết ngươi có cách tranh thủ giúp đỡ giúp muội muội ta một chút. Giảng bác đã có bệnh vái tứ phương, chữa ngựa chết thành ngựa sống rồi. Lữ Thiếu Khanh cho giảng bác cảm giác vô cùng tính toán, vô cùng giảo hoạt, nếu nói hiện tại trong số nhiều người như vậy ai có cách, có lẽ chỉ có Lữ Thiếu Khanh có cách. Mặc dù không thể nói rõ là tại sao nhưng trong lòng hắn ta có loại cảm giác này, bây giờ chỉ có Lữ Thiếu Khanh có thể giúp được muội muội của hắn ta. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, ngoáy ngoáy lỗ tai, giờ chỉ có thể trông chờ vào tạo hóa của nàng, ta không muốn động vào. Nhìn đi, chưa hề nói không có cách nào, chỉ nói là không muốn động. Giang Bắc càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, cái thằng này tuyệt đối có biện pháp. Hắn ta một lần nữa nhào lên, lần này hắn ta một mực ôm lấy đùi lữ thiếu khanh, đại ca, đừng giả bộ, ta biết ngươi có biện pháp. Ngươi không giúp đỡ, ta sẽ không buông tay. Mạnh tiêu nhảy ra, rất muốn một cước đá vào mặt giảng bắt, buông tay ra, đã đến nước này rồi còn biện pháp gì nữa. Đừng phiền hắn. Thiên kiếp, người khác không giúp được, ai dám nhúng tay vào được, chờ bị thiên kiếp thu thập cùng à, hơn nữa đến lúc đó uy lực còn lớn hơn, chẳng những không giúp được mà ngược lại còn góp cả mình vào. Nhưng giảng bắc đã quyết tâm muốn lữ thiếu khanh hỗ trợ. Đại ca, giúp đi mà, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói. Lữ thiếu khanh sờ lên cầm, cổ vương ra rồi, còn đưa cả dao lên, nếu không chặt xuống thì đúng là có lỗi với lương tâm của mình có một trăm triệu không phục giảng bắc kêu rên lên đại đại ca ít chút đi hai ngàn vạn như thế nào đây là số linh thạch bây giờ hắn ta có thể đưa ra được nhiều hơn nữa nhiều hơn nữa thì phải đòi trong nhà hơi ít đấy lữ thiếu khanh nhìn qua giảng bắc thành khẩn nói đây là mọi ngươi đấy không cân nhắc thêm chút nữa à đại ca, ngươi cũng từng nói rồi, ngươi là đại ca ta, nàng cũng là muội ngươi đấy. Linh Thạch không thể đưa, chỉ đành chơi bài tình cảm. Được, ta chịu thiệt một chút vậy. Lữ Thiếu Khanh cười, chỉ nơi này, tăng thêm một điều kiện, nơi này ta ở rất dễ chịu, tặng ta luôn nhé. Không thành vấn đề. Giảng Bắc đồng ý, nơi này mặc dù là sản nghiệp giảng gia nhưng không phải bổn gia, tặng cho người khác không thành vấn đề gì thề lữ thiếu khanh chỉ vào giảng bắc nói ngươi nhất định phải thề cam đoan của người trung châu không thể tin được vì muội muội giảng bắc không nói hai lời lập tức thề lữ thiếu khanh hết sức hài lòng chậm rãi đứng dậy đám người hết sức tò mò trừng to mắt muốn nhìn thử xem lữ thiếu khanh có cách gì đây là thiên kiếp không phải tồn tại khác thiên kiếp một khi bắt đầu người bên ngoài khó mà nhúng tay trừ phi là thiên đạo đích thân tới nếu không ai đi cũng đều phải chết lữ thiếu khanh đi ra hai bước hét lên với bầu trời người trong nhà nhẹ một chút làm cho có được rồi sau đó vỗ vỗ tay một lần nữa ngồi trở lại đại ca cứ như vậy giảng bắt choáng váng đúng vậy không thì sao chứ phục giảng bắt quỳ xuống ánh mắt đám người nhìn qua giảng bắt tràn đầy đồng tình gặp kẻ lừa gạt rồi đại ca ngươi không tử tế. Giảng bắt gầm thét. Lữ thiếu khanh kinh bỉ, ai không tử tế? Ta đã gọi bảo thiên kiếp nhẹ một chút rồi, ngươi không nghe thấy sao? Giảng bắt càng thêm u oán, ngươi coi ta là trẻ con lên ba à, nói giống như ngươi thật sự quen biết thiên kiếp vậy. Lữ thiếu khanh chậm rãi ung dung ngồi xuống, lộ ra vẻ vô cùng nhẹ nhõm bình tĩnh, được rồi, ngươi chờ thấy kết quả đi. Yên tâm đi, ta chào hỏi rồi. Nếu muội ta vẫn không ổn thì sao, giảng bắt càng thêm u oán, quán khí nồng đậm giống như muốn thôn vệ lữ thiếu khanh vậy. Ngươi xem, ta nói ngươi là đệ đệ mị càng ngươi cứ không tin, có ai đứng trong ngóng muội muội mình không ổn như vậy không chứ? Giảng bắt thổ huyết, hung tợn nhào tới, ta phải liều mạng với ngươi. Lữ thiếu khanh nhấc một chân lên, ngăn cản giảng bắt, được rồi, đạo thiên kiếp thứ 9, ngươi biết là cái gì không? Tâm ma kiếp, ta chào hỏi rồi, ngươi thử nhìn xem đi, nếu không được, ta không lấy linh thạch của ngươi nữa. Không được, không được, em gái ta cũng không còn nữa. Giọng Mỹ Phi truyền tới, ha ha, cười chết người. Giảng bắt, không ngờ ngươi lại ngu xuẩn như thế, cười chết người. Tâm ma kiếp, đây chính là cửa ải khổ sở nhất trong thiên kiếp, còn chào hỏi, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Thiên đạo là ca ta, ngươi khách khí với ta một chút, nếu không sau này lúc ngươi độ kiếp sẽ khóc đấy mị phi nghe vậy càng cười ha ha cười đến muốn rớt con mắt ra ngoài ngay cả mị càng cũng âm thầm cười lạnh nếu là chuyện khác còn dễ nói không chừng sẽ có người tin nhưng chuyện chào hỏi thiên kiếp bảo thiên kiếp nhường một chút cho dù là trẻ con ba tuổi cũng chẳng tin rất nhanh thiên kiếp rơi xuống thanh thế không lớn lại mang đến cho linh hồn người ta áp lực nặng nề giảng nam lại một lần nữa bị đánh trúng máu tươi vẫy ra cả người một lần nữa bay ngược, khí tức quể oải, trạng thái lại một lần nữa bị trọng thương. Tiếp theo, sắc mặt của nàng ta biến đổi, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, một cổ khí tức suy bại phát ra. Tâm ma đột kích, giảng bắt nhìn thấy tim như muốn nát ra rồi. Tâm ma kiếp không độ được, hơi không cẩn thận một chút sẽ tan thành mây khói. Coi như có thể giữ được mạng nhỏ, ngày sau cũng bị phế. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, giảng bắt một lần nữa đi qua đi lại, trạng thái tiểu muội vốn không tốt, thời gian lại ngắn như vậy, không kịp khôi phục. Đáng ghét, thiên kiếp này khó độ vậy sao? Làm thế lực lớn, có tâm đắc của thế hệ trước, là con cháu dòng đích, dĩ nhiên giảng bắt có hiểu biết đối với thiên kiếp. Hắn ta thật sự hiểu được sự kinh khủng và đáng sợ của tâm ma kiếp. Cũng biết muốn vượt qua khó khăn giường nào. Nhưng, không còn cách nào khác, không ai giúp được giảng nam giọng mị phi lại truyền tới tâm ma kiếp không dễ độ nhìn dáng vẻ này của nàng ta không hề tốt đẹp gì giảng bắt không bằng ngươi bảo hắn cầu xin trời cao đi trong lòng giảng bắt thấy phiền từng có kích động muốn đánh chết mị phi ta bị lừa vốn đã đủ phiền rồi ngươi còn ở đây ồn ào bà tám tiêu y muội muội nói không sai miệng của ngươi đúng là mẹ nó thối quá bà cô già muốn đánh cực không lữ thiếu khanh mở miệng trước lại cực một trăm triệu có dám hay không? Bà cô già, Mỹ Phi tức giận đến mức tóc tai dựng thẳng đứng, chỉ bằng câu nói này, nàng ta không thể sợ được. Nàng ta nhất định phải liều mạng với tên khốn kiếp này. Đến đi. Nhưng lúc nàng ta vừa định đánh cược với Lữ Thiếu Khanh, Mỹ càng bỗng nhiên mở miệng, đáng ghét, vì sao? Cái gì, Mỹ Phi trong lòng giật nảy mình, lập tức nhìn về phía giảng nam thì phát hiện giảng nam vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ cũ, không nhúc nhích, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, trạng thái không tốt. Nàng ta không hiểu, ca ca, thế nào? Mị càng không có phản ứng, mà nhìn chồng chọc vào giảng nam. Thấy vậy, Mị Phi cũng một lần nữa quan sát giảng nam. Ổn định lại tâm thần, Mị Phi cũng phát hiện không thích hợp. Khí tức suy bại trên người giảng nam đang dần dần yếu bớt. Rất nhỏ, nếu như nàng ta không cẩn thận một chút thì căn bản không phát hiện được. Mà điều này có nghĩa là, tình hình của giảng nam đang phát triển theo tình huống tốt hơn. Sắc mặt Mỹ Phi trắng bệch, cứ tiếp tục như vậy, giảng nam sẽ độ kiếp thành công. Mỹ Phi không kìm được nhìn về phía đại ca mình, phát hiện vẻ mặt Mỹ càng vô cùng khó coi, hắn ta đã sớm phát hiện. Tình hình giảng nam cũng nhanh chóng bị những người khác phát hiện, giảng bắc bên này sắc mặt vui mừng. Giọng lữ thiếu khanh truyền tới, đã nói rồi, bình tĩnh một chút. Ta đã chào hỏi trên đó rồi, còn có gì phải lo lắng chứ? Lời này làm cho tất cả mọi người bán tính bán nghi. Giảng Bắc vừa nhìn muội muội mình, vừa hiếu kỳ hỏi, đại ca, đây là sự thật sao? Nói nhảm, ta chưa từng gạt người. Phụ thân của tên mập đó thực ra đưa tin bị sót mất một ưu điểm của ta. Lữ Thiếu Khanh hung tợn trừng mắt Quảng Đại Ngưu, mập, ngươi trở về nói cho cha ngươi, ta ở Tề Châu còn một danh hiệu nữa, tiểu lang quân thành thật, bảo ông ta nhớ kỹ một chút quản đại ngưu đi ra hai bước, lập tức nói, ngươi đừng có nói khoác, ngươi thành thật chỗ nào. Bản thân ngươi là loại người gì trong lòng ngươi còn chưa tự biết sao, đang nói, khí tức giảng nam càng ngày càng mạnh, cuối cùng, chung quanh một lần nữa nổi lên linh khí. Linh khí khổng lồ giữa trời đất không ngừng tập kích đến như một vòng xoáy khí khổng lồ, cuối cùng tiến vào trong cơ thể giảng nam. Kiếp vân trên bầu trời tán đi, ánh nắng vẫy xuống, chiếu rọi trên người giảng nam, tựa như tiên nữ chói mắt. Mỹ lệ như thiên tiên, tuyệt sắc như thần nữ, bắt đầu từ giờ khắc này, giảng nam chính thức bước vào cảnh giới hóa thần, trở thành một vị hóa thần non trẻ. Mỹ Phi nhìn thấy đỏ ngầu cả mắt, trong lòng bắt đầu ghen tị. Tốt, tốt. Ha ha, đây chính là nữ nhi của giảng văn tài ta, trong thời gian ngắn như vậy đã vượt qua thiên kiếp, trở thành hóa thần, ha ha. Đám người giảng gia, giảng văn tài cũng kích động không thôi. Hiện giờ giảng nam vẫn chưa đủ trăm tuổi, bước vào cảnh giới hóa thần, sau này nàng ta càng có thể đi xa hơn. Đúng như lời nàng ta nói, có nàng ta, giảng gia sẽ càng thêm huy hoàng. Giảng bắc cũng hưng phấn xoa xoa tay, quá tốt rồi. Muội muội đột phá hóa thần, hừ, muội muội ta mới là thiên tài đệ nhất Trung Châu, mị càng ngươi đứng sang bên cạnh đi. Giảng bắc ném cho mị càng một ánh mắt đắc ý, mị càng ngươi, còn kém một chút. Sau đó, hắn ta phát hiện Lữ Thiếu Khanh đã đi về phía Mỹ Càng. Hắn ta lập tức phản ứng lại, Lữ Thiếu Khanh muốn đi thu tiền đánh cược. Đúng rồi, tên này, nếu những gì hắn nói là sự thật, vậy thì cũng thật sự đáng sợ. Giảng bắt nhìn bóng dáng Lữ Thiếu Khanh, trong lòng càng thêm kính sợ. Lúc này, giọng nói mang theo nghi ngờ của Tuyên Vân Tâm truyền vào tai hắn ta, tên kia, thật sự có thể bảo thiên kiếp nhẹ một chút sao? nếu thật sự như vậy thì đủ để hù chết người mạnh tiêu cười hì hì vô cùng vui vẻ tin tưởng lữ thiếu khanh không nghi ngờ hắn có bản lãnh này phương hiểu thì không nắm chắc nàng ta cười khổ nói ta cũng không dám khẳng định có phải là thật không nếu như là người khác phương hiểu khẳng định nói là giả nhưng đây là lữ thiếu khanh nàng ta không dám kết luận tiêu y nghe thấy ba người nói chuyện nàng cười hì hì lại gần trên người từ trên xuống dưới tản mát ra khí tức phản cốt, lúc này tuyệt đối nàng đang muốn làm một tiểu sư muội phản cốt. Vân tâm tỷ 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 đừng như vậy. tỷ nên là người hiểu rõ nhất mới đúng. tỷ cho rằng vì sao nhị sư huynh bắt nam tỷ tỷ viết tâm đắc. Vì sao luôn sai khiến tỷ ấy như thị nữ. Nghe tiêu y nói vậy, tuyên vân tâm kịp phản ứng. Thì ra là thế. Phương Hiểu cũng hiểu ra. Hóa ra, Lữ công tử vẫn luôn rèn luyện đạo tâm cho giảng nam cô nương, đạo tâm đủ cường đại, tâm ma kiếp tự nhiên không đáng kể. Mạnh tiêu trừng to mắt, cho nên, hắn nói chào hỏi gì đó đều là gạt người. Tuyên vân tâm hừ một tiếng, cũng chỉ có hắn mới làm mấy trò xiết giả thần giả quỷ này. Bịch! Mọi người nương theo tiếng động nhìn sang, thấy giảng bắt quỳ xuống lập tức ném cho hắn ta ánh mắt đồng tình. Các nàng bị lừa tình cảm, nhưng có người chẳng những bị lừa tình cảm còn bị lừa linh thạch trên bầu trời nhữ thành hai lão giả đứng lơ lửng giữa không trung trên không trung cao mấy vạn mét bóng dáng giấu trong hư không dù là tu sĩ có ánh mắt nhạy cảm đến mấy cũng không thể nhìn thấy hai người một vị lão giả thân mang y phục vải bố thô ráp giống như lão nông làm ruộng vô cùng bình thường ông ta nhìn một màn bên dưới mỉm cười tiểu tử thú vị nông phụ lão sư ông thấy sao một vị lão giả khác chính là nông phụ trước kia từng gây náo loạn ở ngao gia ông ta nghe thấy câu hỏi của lão giả hơi không người tỏ vẻ tôn kính viện trưởng ta đã từng nghe hạ ngữ vân tâm nhắc đến hắn thực sự là một tiểu tử thú vị không sợ trời không sợ đất dám đối nghịch với vị thiên chi kiêu tử mị càng lão giả như lão nông là viện trưởng học viện trung châu phù tể một vị cao nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi học sinh học viện trung châu cũng chưa mấy người từng nhìn thấy gương mặt thật của vị viện trưởng này hắn ta khẽ gật đầu đúng vậy cho hắn ta đến học viện chắc chắn sẽ rất đặc sắc nông phụ lão sư ngươi tìm một cơ hội tiếp xúc hắn chiêu mộ hắn vào học đi nông phụ nghe vậy tự tin cười một tiếng lộ ra mấy phần ngạo nghễ không thành vấn đề học viện trung châu chắc chắn hắn sẽ mong được vào học viện trung châu đây là nơi rất nhiều người muốn vào mà không vào được Nông phụ tinh không ai có thể cự tuyệt được phù tể nhìn giảng bắc ở trung tâm vòng xoáy linh lực Thở dài một hơi, mày nhíu lại Mấy năm trước, thiên địa đã phát sinh biến hóa mà chúng ta đều không thể hiểu rõ Thiên tài tới tấp, thường thường mấy chục năm Trên trăm năm mới có thể đột phá cảnh giới Hiện tại mấy năm, thậm chí mấy tháng đều có thể đột phá Thực lực cảnh giới tăng lên nhanh chóng tu luyện trở nên càng thêm dễ dàng tương lai sợ có đại biến cho nên bây giờ việc chúng ta có thể làm chính là cố gắng hết sức tụ tập các thiên tài lại dùng việc này để ứng đối với biến cố lớn có thể xuất hiện trong tương lai ngay vào lúc phù tể đang cảm thán thì bỗng nhiên cảm giác có chút dị dạng ông ta nhìn nhìn thấy lữ thiếu khanh ngẩng đầu nhìn về phía ông ta a à. viện trưởng sao vậy không có gì phù tể lắc đầu trong lòng thầm nói, không thể nào phát hiện được chúng ta. Lữ Thiếu Khanh ở dưới vừa đi đến trước mặt Mị càng bỗng nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, lạ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhưng phía trên tinh không vạn lý, không nhìn thấy cái gì. Hắn nói thầm trong lòng, kỳ quái, sao cứ có cảm giác có người đang nhìn mình chầm chầm vậy. Sau khi thần thức quét một vòng không phát hiện được gì mới vứt bỏ nghi ngờ này trong lòng, cười tủm tỉm nhìn qua Mị Càng, một trăm triệu linh thạch, lúc nào trả. Má nó, cuối cùng cũng gom góp đủ rồi. Hai vết nứt, 160 triệu linh thạch, chắc là đủ rồi. Cho nên, hắn nhìn hai huynh muội mị càng, nụ cười cần bao nhiêu sáng lạng có bấy nhiêu sáng lạng, cần bao nhiêu vui vẻ có bấy nhiêu vui vẻ. Người tốt, mười đại thiện nhân trên đời cũng không tốt bằng mị càng trước mặt.